Kính bạch Thầy, muốn Thầy giải đáp cho con về chữ duyên trong tình yêu ạ. À, có người nói với con rằng có những mối duyên chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận. Nhưng cũng có người khuyên bảo con sống tùy duyên, có duyên không rủ ắt tới ạ. Vậy Thầy có thể giải đáp cho con về hai ý kiến này ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đúng là trong Đạo Phật chúng ta thì nói đến chữ duyên rất nhiều. Và các con, nhân duyên và vạn pháp đều do nhân duyên mà thành tựu, mà cũng do nhân duyên mà tan hoại. Các pháp là pháp nhân duyên. Ở trên đời chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên, và phải có nhân có duyên mới gặp được nhau. Rồi trở thành người yêu của nhau cũng phải là có nhân duyên. Rồi thành vợ, thành chồng với nhau cũng đều phải có nhân duyên các con ạ, không phải vô duyên vô cớ. Ở thế gian này không có một cái gì là vô duyên vô cớ cả. Những cái chúng ta gọi là ngẫu nhiên tình cờ các con ạ cũng có nguyên nhân. Thấy không? Cái trong cặp phạm trù chúng ta mà vẫn học đấy là ngẫu nhiên và tất nhiên. Thì cái tất nhiên là cái mà mình nhận thức được, mình gọi là tất nhiên. Cái ngẫu nhiên là cái chúng ta chưa nhận thức được, ta bảo là ngẫu nhiên. À, ví dụ tình cờ hôm nay mình đi ra ngõ mình gặp cô gái này, mình hiểu ngẫu nhiên gặp cô ấy, không phải ngẫu nhiên. Nếu mà tính ra thì vì cô này cô rời nhà lúc ấy, cô đi bước tốc độ như thế thì ra ngõ là mình phải gặp cô ấy, mình cũng đi ra khỏi nhà cái tốc độ ấy thì sẽ gặp cô ấy. Thế đấy là tất nhiên, kéo vào. Chứ không thể gọi là ngẫu nhiên. Thế cho nên cái ngẫu nhiên là cái mình không nhận thức được, mình gọi là ngẫu nhiên. Thực ra trong pháp giới này không có cái gì là ngẫu nhiên cả con ạ. Nó đều là hệ quả của nhau hết. Nhân duyên trùng trùng, Phật gọi là nhân duyên trùng trùng. Thế thì bạn này bạn bảo bây giờ bạn ấy gặp một người, thế thì nếu mà bạn nói là cái duyên này chỉ đến một lần thôi, không nắm bắt ngay thì nó tuột mất. Nghe không? Sau này thì ân hận. Nghe không? Đấy. Thế rồi có người thì lại bảo thôi cứ tùy duyên, có duyên mà thì không rủ cũng tới. Thì bây giờ bạn ấy đang phân vân, bây giờ mình để tùy duyên hay là phải nắm bắt ngay. Đấy. Thế thì ở chỗ này sư phụ nói với các con thế này, quả thật cái này cũng không phải dễ. Cái mà chúng ta gọi là cơ hội đó, cơ hội đúng thật nó cũng không phải là nhiều. Các con thường biết rồi, cơ hội thì nó không phải nhiều. Đây muốn nói là những cái cơ hội tốt để chúng ta thành tựu được một cái sự nghiệp nào đấy, cái đó không phải là nhiều, đúng không? Đấy. Thế thì làm sao để mình biết đây là cơ hội tốt và mình nắm được nó? Nghe không? Bây giờ anh này anh đến với mình, biết đâu đây là cái cơ hội rất tốt, túm được anh rồi là sau mình sướng cả một đời. Ví dụ thế, sao mình không túm mà lại để tùy duyên này, coi như là tràng vàng để anh tuột mất. Nghe không? Thế thì các con thấy nhá, quả thật cái này là vấn đề rất là khó. Ví dụ các con có thể biết là cơ hội mà các con túm cũng không được á. Nhá. Các con nhớ đấy, có khi biết rõ là 10-10 là lợi ích là hay đấy, mà mình túm không được, tuột mất cơ hội. Muốn túm mà không túm được, quyết định túm mà cũng không túm được. Giống như các con đi bắt cá đấy, nhìn thấy con cá nó lườn, nó đang vẫy này mà sát mình rất to, quyết định là bắt nó mà bắt trượt, không bắt được. Thì cơ hội nó cũng thế. Thế thì ở đây sư phụ nói thế này, cho con phải biết nào. Quả thật, để cho một cái duyên nó thành tựu, hội tụ một cái duyên thành tựu không phải đơn giản. Các con muốn thành tựu được cái việc gì, các con phải có phước báu trong cái việc đó. Chính cái phước báu đấy, nó là cái tạo đủ cái điều kiện cho các con đạt được cái sự việc đó, thành tựu được sự việc đó. Nhá. Còn nếu phước báo thiếu, con biết, con nhận thức được mà con cũng không làm được đâu. Đó. Mình biết rõ là hay mà không thể nào mình làm được. Biết rõ đây là cơ hội tốt mà mình không làm được. Đấy các con ạ, đấy là vì mình thiếu phúc báo. Sư phụ nói là phúc báo nó mới đẩy các con được, tự nó đưa đẩy các con đến và các con đạt được cái cơ hội đó. Chứ không phải là ít người có trí đâu, nhiều người có trí mà không thành tựu được các con ạ. Và nhiều người cũng khôn lắm. Và người tài, người giỏi trong đời rất nhiều.
Nhưng sao mình không vớ được các anh ấy mà mình cũng có phải là xấu gái đâu. Nhưng mình vớ phải toàn mấy công gấm mớ thôi. Nghe không? Đấy. Đấy các con thấy không? Nó vậy đấy nhé. Cho nên ở đây á, các con nói tùy duyên, cái chữ tùy duyên ấy, thực ra cái tùy duyên chúng ta đây này, chúng ta là phàm phu á, nói tùy duyên là khó, chúng ta chưa tùy duyên được. Mà tùy duyên ấy, nó phải là ở những cái bậc đạo lực cao, trí tuệ rất là sáng, các ngài mới có thể biết tùy duyên nhá. Và thực sự mà nói ấy, phải là người đạt đạo mới có thể nói chữ tùy duyên được các con ạ. Còn chúng ta không dễ đâu, chúng ta là bị nghiệp chuyển, tất cả các con là bị nghiệp nó xoay vần rất là nhiều, nghe không? Xoay vần chúng ta. Đấy. Cho nên sư phụ cũng rất thích một cái câu người ta nói là trước khi tôi định mua cái này thì tôi đã quyết định nó rồi. Mà bây giờ ví dụ tôi định đến cái cửa hàng này có 3-4 cái máy như thế này, hỏi xem là tôi sẽ lấy cái máy nào. Thì thực ra là tôi lấy máy nào tôi nó đã định hình trong đầu tôi trước rồi. Tất cả các cái yếu tố nhân duyên nó đã định hình trong này rồi. Nó khiến cho tôi đến tôi phải chọn cái máy này. Các con làm trong IT con biết rồi, phải không? Công nghệ thông tin con biết rồi. Máy tính cũng thế đấy. Trong đầu mình nó đã lập trình cho mình sẵn là mình thích cái máy màu, ví dụ như là cái máy này nó màu đen. Thế là nó đã định hình là tí nữa gặp cái màu đen mình sẽ chọn. Thế rồi mình lại thích cái máy nó ví dụ như là nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Nên tí nữa cái máy nào nhẹ lên tôi sẽ chọn. Thế thì có phải là các cái yếu tố để cho con chọn cái hàng này, cái máy này nó đã định hình trong này rồi không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta chịu cái quy định của nghiệp rất là nhiều. Không đơn giản. Này nói các chàng trai rất là nhiều. Nhưng cuối cùng là sao mình lại bồ vào cái anh chàng này? Nghe không? À, nó quy định ở trong đầu mình rồi. Thế cho nhà Phật gọi là nghiệp đấy các con ạ. Nghiệp nó xui khiến lên. Các con chưa nói được cái chữ tùy duyên, không phải dễ. Thế thì nếu các con muốn mà để đạt được ấy, thì các con phải tăng cường phúc báu cho mình nhiều. Phúc báu nó càng nhiều thì nó càng cho các con cơ hội. Và thực sự mà nói ấy, chính phúc báu nó quyết định những cái điều tốt đẹp cho các con trong đời. Nhưng người ta có phúc báu thì người ta được gặp bạn đời rất là tâm đầu ý hợp. Còn mình thiếu phúc báu trong chuyện vợ chồng. Mình ví dụ nhiều kiếp trước mình không từng tu cái đức hạnh, cái đạo đức của người vợ hay người chồng. Thì đến khi kiếp này mình sinh ra mình khó có thể gặp được người vợ, người chồng tốt. Ở đây sư phụ ví dụ, kiếp trước mình phạm tội tà dâm, có vợ, có chồng rồi mà mình tà dâm. Thì quả báo của cái người này kiếp sau sinh ra Phật dạy sẽ vớ được người vợ, người chồng không trinh thuận. Nghe không? Nếu kiếp trước đàn ông mà tà dâm, lấy vợ rồi đi ngoại tình, kiếp sau nếu được tái sinh làm người nhất khoát lấy được cô vợ không trinh thuận, cô này cũng sẽ đi ngoại tình. Chắc chắn như vậy. Đấy các con thấy không? Đấy. Thế nhân quả nó điều khiển mà, nghiệp báo nó sai khiến mà. Các con có chọn được đâu. Nhá. Thế vậy thì cho nên bây giờ mình chỉ có thể làm chủ được mình này. Bây giờ mình làm chủ mình những cái gì trong tư tưởng mình các con tư duy được, con thấy nó là thiện các con làm. Đấy, các con bắt đầu tập từ mầm mống trong này. Đấy, và Phật dạy các con chuyển nghiệp là chuyển từ trong tâm này này. Nhá. Khi các con khởi nghĩ là các con phải thẩm sát ý nghĩ của mình rồi thì các con mới chuyển được nghiệp. Và chính chuyển nghiệp này nó mới giúp cho con có những cái duyên tốt. Mình gọi là có cơ hội tốt được. Và cơ hội các con mới nắm bắt được nếu các con có phước báo. Nghe không? Chứ không phải dễ đâu. Vậy chung quy chỗ này, tất cả các con đều phải tu dưỡng và sửa tâm mình. Sửa tâm mình từ trong này này, chuyển hóa tâm mình từ trong ý nghĩ này này. Từ những ý nghĩ bất thiện, các con chuyển thành những ý nghĩ thiện lành, tốt đẹp. Các con mới có phúc báo, và phúc báo ấy nó tự nhiên sẽ sắp cho các con những cái cơ hội, những cái duyên tốt, và con đạt được cái cơ hội đó. Chứ không phải là các con tưởng là mình có thể mà khi mà thấy cơ hội là con nhao vô là con lấy được cơ hội đâu, chộp được cơ hội đâu, không phải dễ. Mà nó đều phải tích lũy phúc báo từ trước đấy. Nhá. Cho nên sư phụ thì rất tin tưởng các con biết tu thì mới chộp được những cơ hội tốt, mới làm chủ được, chứ không phải dễ chữ tùy duyên.
tùy duyên là phải bậc sáng trí mới có thể tùy duyên được nha. Bạn này bạn hỏi câu hỏi cũng rất là hay. Đó. Có bạn tên là Đức Quang hỏi: con đến tuổi lập gia đình mà gia đình con vẫn nặng về tuổi khắc và xung. Con giải thích tuổi không quan trọng và nhiều người hợp tuổi, hợp mệnh mà vẫn ly hôn trong thời gian ngắn. Gia đình con bảo tuổi hợp mà còn chia tay nữa là không hợp. Các ông cha... Đấy. Các cụ lập luận gớm đấy hả? Các ông cha để lại nên nghe theo vì đây là hạnh phúc lâu dài. Còn rất suy nghĩ, xin Thầy chỉ dạy. Đấy, cái chuyện yêu đương tuổi tác thì Sư Phụ cũng đã từng chia sẻ nhiều lần. Đối với Đạo Phật chúng ta đấy, thì không có đặt vào cái chuyện tuổi tác. Vì bản chất của tuổi tác tức là thời gian. Thời gian không có nói lên cái gì là xấu hay là tốt cả. Vấn đề thực tế nhất đó là con người đó ra làm sao. Và như lúc nãy bài kinh lúc nãy Phật dạy đấy, các con không nên tin vào những cái điềm báo đấy. Tuổi, ví dụ tuổi đây là một cái điềm báo. Báo tuổi cô này tuổi Hợi, mình tuổi Dần, là xung rồi. Thế là tin vào cái điểm đấy. Không phải, nghe không? Đấy là tin vào điềm báo đấy, mà không tin vào hành vi của mình, chính việc sống của mình. Bây giờ cả hai bạn tuy rằng tuổi gọi là tứ hành xung đi, nghe không? Nhưng mà thật sự hai bạn đều biết tu dưỡng và đều biết lắng nghe nhau. Vào nhẫn nhịn nhau, lắng nghe nhau, phải học cái đấy trước, tu cái đấy trước. Thì tuổi xung gì cũng ở với nhau được và hòa hợp được, thương yêu được các con ạ. Đó, nhé. Thế thì các con không lý giải được cái này thì sẽ bị các cụ bắt ép đấy. Nhờ? Cho mình phải mạnh, mình phải rất rõ đó, cái điều này. Nhờ? Sư Phụ đã từng nói rất nhiều cặp như thế và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Có những cặp đến bây giờ là cũng 9-10 năm rồi, rất hạnh phúc. Mà lúc đầu là gia đình sợ lắm, kiên quyết là không cho lấy, bảo đi xem là hai người này lấy nhau sẽ coi như có một người chết, tức là sát nhau, sát mạng của nhau. Mà đến Sư Phụ sau khi mà giải thích cho rồi thì cho chúng nó đến với nhau, đến giờ ổn thỏa, chả thì 9 năm, 10 năm rồi, con cái đàng hoàng hết rồi. Đấy. Thế thì như vậy các con thấy là đúng là cái tuổi không quan trọng nhé. Cái mệnh cũng không quan trọng, cái tuổi cũng không quan trọng. Các con đừng đặt nặng, mà đặt nặng ở con người thật chúng ta như thế nào. Đấy, các con phải tìm hiểu kỹ cái chỗ này nha. Và nó cũng còn phụ thuộc vào duyên phước nữa đấy. Kính bạch Thầy, con có đọc trên mạng nhiều thông tin về tướng phu thê. Nghĩa là hai người có tính cách, tướng mạo hao hao giống nhau hoặc bù trừ cho nhau, gọi là âm dương kết hợp. Con cũng gặp qua nhiều cặp vợ chồng có tướng phu thê, đa số họ sống khá hạnh phúc cả về tiền bạc lẫn của cải. Như vậy chúng ta nên tìm người có tướng phu thê với mình để lấy phải không ạ? Kính xin Thầy chỉ rõ cho con được hiểu, con xin cảm ơn Thầy. Quả thật đấy, bạn Nguyệt Hạnh này, bạn hỏi câu hỏi này, Thầy thấy cũng là một câu hỏi hay. Vì Thầy thấy có nhiều những cái tên, rồi nhiều những vợ chồng rất giống nhau. Vợ chồng giống nhau như anh em ruột ạ. Đi ra ngoài ta nghĩ là anh em ruột, nghe không? Để, rồi những cái tên cũng rất là hay. Tên vợ, tên chồng nhiều khi cũng giống như là rời sắp ấy, phải không? Đó. Ví dụ ở đây Thầy nói vui, Thầy có một cô chú Phật tử này, chồng thì tên là Hạ mà vợ tên là Thăng. Giống như là ghép với nhau. Có người thì là Tiến, có người tên là Nên. Đấy, ví dụ thế. Đấy, nhiều, rất nhiều cái tên rất là lạ. Thế nhưng mà về mặt tướng á, ở đây bạn này bạn hỏi là về tướng phu thê, tức là cái tướng hai người này là tướng vợ chồng giống nhau này, hoặc là bổ khuyết cho nhau. Thế và thưa với này, tất cả đại chúng anh chị em, là cái chuyện vợ chồng là cả vấn đề rất lớn, là cái nhân duyên rất lớn mới thành vợ thành chồng. Và phải có những cái duyên nợ với nhau đấy. Người ta gọi không duyên không nợ, không dễ thành vợ thành chồng đâu. Đấy, chắc chắn nó phải có cái duyên cái nợ với nhau. Thế thì những cái cặp ấy mà vợ chồng có những cái nét giống nhau á, thì do làm sao mà có cái tướng cái nét giống nhau, là vì họ có nhiều kiếp làm những việc giống nhau, nghĩ những việc như nhau. Chúng ta nhớ là tướng của chúng ta do gì sinh ra? Do tâm sinh ra, gọi là tâm sinh ra tướng. Đó, tâm sinh ra tướng. Cho nên ấy, tâm mà có những cái nét giống nhau thì tướng nó sẽ sinh ra những nét giống nhau.
Vậy nên cho nên những cặp vợ chồng mà có cái tướng tướng giống nhau, đường nét thao hao giống nhau là những người này đã đồng nghiệp với nhau trong nhiều kiếp. Cho nên kiếp này họ làm vợ làm chồng thì đúng là họ sẽ có nhiều cái thuận với nhau, dễ bảo nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, không choảng nhau. Nghe không? Và gia đình nó dễ thuận hòa, dễ yên vui hạnh phúc vì họ đã đồng nghiệp với nhau nhiều kiếp rồi mới có được như vậy đấy thưa với anh chị em. Nhá. Cho nên cái gọi là cái tướng phu thê thì nó có cái lý là như vậy, nó đều là nhân quả và nghiệp hết đấy. Đó. Thế còn những cái người mà cái tướng nét nó khác nhau, đối chọi nhau thì chúng ta cũng biết nó cũng phải là những cái nhân duyên mà đối chọi đấy nhá. Thế nhưng mà cũng có những cặp thì lại là bổ túc cho nhau. Thế thì cái này nó đều nằm trong cái nhân quả cả. Wow. Thế tất nhiên ấy, ở đây bạn này bạn hỏi thầy là có nên đi tìm những người có tướng phu thê giống mình không để mình cưới, mình yêu. Nhưng mà thầy nói là nhiều khi tìm cái người giống giống mình ấy, chưa chắc họ đã yêu mình đâu. Vì họ chỉ có cái tướng giống thôi, nhưng mà còn họ còn cái duyên nợ với người khác cơ, chưa hẳn đã có duyên nợ với mình. Thế cho nên ở đây thì không thể nên như thế được. Mà thầy nói là chúng ta phải ngay trong kiếp này, nếu chúng ta gặp duyên với ai, phải không? Thì chúng ta phải tự tu, tự dưỡng, tự chuyển hóa mình, làm sao cho hai người sẽ tương hợp với nhau. Đấy, thì sẽ được tốt thôi. Chứ ta không thể đi chọn thế được đâu. Bảo ơi, anh giống em quá, thôi anh yêu em đi, có nói thế được không? Không phải, không nói được đâu. Nhớ. Cho nên là cái này thì là cái khó. Thì thầy nói là chúng ta nên thôi, cái duyên kiếp này chúng ta gặp ai và nên duyên với ai thì ta cố gắng tu dưỡng mình, sửa mình để cho phù hợp với nhau, hai người nó sẽ tốt. Và hai người bạn yêu nhau mà cùng biết tu thì thầy nói thì sẽ tốt thôi. Mà cùng biết tu thì rồi sẽ dần dần hai người cũng có những cái nét giống nhau. Đó, nha. Đấy thì thầy khuyên bạn Nguyệt Hạnh là nên như thế, chứ đừng có đi chọn cái người giống tướng mình để mà đòi yêu mà nhớ người ta không yêu thì mình lại thất vọng. Nha. Rồi, thế thầy xin dừng ở đây. Bạch thầy, tà dâm đối với người chưa kết hôn là như thế nào? Nha. À, trong giới của cư sĩ Phật tử tại gia có một cái giới gọi là giới là cấm tà dâm, là giới thứ ba cấm tà dâm. Thế thì cái tà dâm ở đây á, được trong kinh sách thì giải thích là gì? Là khi các con đã có gia đình nha, đã lấy vợ, đã lấy chồng là không được ngoại tình, nha, mà phải sống thủy chung với vợ và chồng của mình. Các con rõ chưa nào? Đấy, là phải sống thủy chung. Khi mà đã ký hợp đồng với nhau rồi, tổ chức hôn lễ rồi, chính thức rồi, công bố mình là vợ là chồng rồi, là các con phải thủy chung. Lúc ấy con đi ra ngoài nhá, đi gọi là ăn phở đấy, người ta gọi thế là thuộc về tà dâm, nghe không? Không phải là chính dâm. Vợ chồng với nhau gọi là chính dâm, đi ra ngoài quan hệ ngoài vợ ngoài chồng mình gọi là tà dâm. Đó. Ở đây á, đối với các con mà chưa có gia đình thì sao? Thì chúng ta với tư cách nếu là người Phật tử thì các con cũng phải giữ cái đạo đức của người Phật tử, nghe không? Giữ đạo đức người Phật tử. Mặc dù bây giờ sư phụ biết là thanh niên các con thì khá là thoáng trong cái chuyện này, nghe không? Cả nam cả nữ cũng thoáng và cũng không như ngày xưa, nghe không? Không như ngày xưa. Cũng đã có những bạn bây giờ bảo phải sống thử, khi là sinh viên là sống thử xem thế nào, có hợp rồi mới lấy nhau. Ê, nếu mà nói về Phật giáo chúng ta thì bảo các thầy có khuyến khích cái việc đó không? Thì các thầy thực sự là cũng không khuyến khích cái việc đó, con ạ. Một cái người trước khi chưa kết hôn á, mà đã lăn lộn quá nhiều trong những cái việc ái dục rồi á, thì sau đó nó không tốt. Ở đây thầy nói nhất là về phía người nữ, chưa kết hôn mà trải qua tình trường nhiều, lăn lộn trong những chuyện ái dục này nhiều, nó thiệt thòi rất nhiều chứ, không phải không. Nó vừa mất giá trị, vừa ảnh hưởng đến thể chất sinh sản sau này nữa, cho nó không có lợi. Mà người nữ nên giữ gìn thì người nam cũng phải giữ gìn. Thế, nếu mà bạn trai
thật sự là người bạn trai tốt. Mà người nữ người ta muốn giữ gìn thì mình phải ủng hộ chứ. Thế cho nên đứng trên góc độ quan điểm về đạo đức Phật giáo thôi. Cái này thì các con không gọi là phạm vào giới tà dâm. Nếu là hai người mà đủ đúng cái tuổi đồng thuận, không gọi là tà dâm. Nhưng mà về mặt đạo đức thì các con không nên, nó cũng không tốt. Nghe không? Đấy, tuổi trẻ trước khi kết hôn mà các con phạm những cái này, ngày xưa đó, các cụ nhà ta ngày xưa thì xét nặng cái này lắm. Gái mà không chồng có chửa, tất nhiên ngày xưa thì cái chuyện mà gọi là người ta phòng tránh ấy, nó không có, những cái biện pháp phòng tránh thai nó không có, cho nên là gặp nhau là người ta có thể là có thai, mà có thai mà không có chồng đấy. Đấy, câu chuyện thị màu đấy các con thấy không? Rồi chiềng làng chiềng trạ luôn, thượng hạ đông tây đến để ăn khoán đấy, nghe không? Ngày xưa mà phụ nữ không có chồng mà có thai có chửa, có thể bị gọt gáy bôi vôi, lôi đi khắp trong làng để giao trong làng cho biết, xong rồi có khi là còn buộc bè trôi sông. Đấy, cái thời phong kiến người ta nặng cái chỗ đấy đấy các con ạ. Bây giờ thì chúng ta không phải thời phong kiến, cái quan điểm xã hội nó cũng thoáng hơn, cởi mở hơn trong cái chuyện tình cảm nam nữ. Thế nhưng mà chúng ta nếu là Phật tử thì Sư Phụ vẫn khuyên các con nên giữ gìn được là tốt. Nên giữ gìn, nó vẫn là quý. Tại sao các cụ trong nhà ta ngày xưa giữ được mà mình lại không giữ được? Thực sự các con biết cái sức khỏe sinh sản ấy, nó rất là quan trọng. Nếu các con buông thả trong tình dục thì sau này các con sinh nở, lấy vợ lấy chồng sinh nở con cái, nó khó có sức khỏe tốt. Cái chuyện đấy là rất rõ ràng. Cái người mà sống buông thả trong tình dục là thế, thì người nữ đã không tốt, người nam cũng không tốt, buông thả. Đó, nhá. Cho nên các con biết là nó ảnh hưởng rất nhiều đấy. Nghe không? Cái tình dục nó phải đi cùng với tình yêu và nó phải được một cái gì đấy thật là đàng hoàng. Đấy, khi các con chưa kết hôn với nhau mà các con đã có những quan hệ rồi, các con thấy nó đều là lén nút, nó đều là không có hay, đều sợ sệt cả, không có tốt một chút nào, cả hai người đều mang tâm lý. Nghe không? Rồi hậu quả cuối cùng người nữ chịu rất nhiều. Sư phụ cũng đã gặp rất nhiều đấy. Đó. Rất nhiều bạn gái lên bạch với sư phụ, con lỡ rồi và có thai rồi. Bây giờ làm sao, anh ấy bỏ con rồi. Đấy, mà thai 3-4 tháng rồi, bây giờ làm sao? Sư phụ thì không thể khuyên bạn phá thai được, không thể khuyên bạn giết người được. Có phải không? Mà chắc chắn nếu bạn phá thai thì bạn thảo nào cũng bị nhân quả. Khổ lắm, các bạn lên khóc với sư phụ rất nhiều, những bạn như thế. Giờ anh bỏ mất rồi, đấy, anh bỏ con rồi, giờ gọi điện anh không nghe nữa. Thế đấy, con thấy hậu quả không? Thế cho nên chúng ta thấy cái quan hệ trước hôn nhân ấy, nó thật sự là nhiều cái hệ lụy. Các con cũng vẫn nên học theo người xưa, ta giữ gìn được là tốt. Tất nhiên cái đấy nó không thuộc về phạm giới. Nhé. Đối với giới của Phật tử tại gia là cấm tà dâm. Khi các con có vợ, có chồng rồi không được đi ngoại tình là chính. Nghe không? Thế nhưng mà cái này nó thuộc về đạo đức xã hội và về rất nhiều vấn đề, sức khỏe sinh sản nữa. Các con nên giữ gìn thì sẽ tốt, nó sẽ tốt hơn. Nha. Và dành cho nhau cái gì đó đến cái ngày cưới, sư phụ nghĩ nó vẫn là những cái quý báu, vẫn cái quý báu. Nghe không? Rồi, Thầy chúc các con thật là lành mạnh nhé, sống lành mạnh. Các bạn hỏi: Kính bạch Thầy, hôm tối ở chỗ trọ con ở, con nghe thấy tiếng của một loài chim kêu rất sợ và kêu liền mấy đêm. Sau con hỏi ra thì mới biết được đó là tiếng của chim lợn. Mấy ngày hôm sau, con nghe được tin hàng xóm gần chỗ con qua đời. Con có tìm hiểu trên mạng và được biết rằng chim lợn kêu nhiều ắt điềm báo sắp có người chết. Thưa Thầy, điều đó có đúng không ạ? Và tại sao chim lợn lại biết được người sắp chết mà đến để kêu ạ? Con xin cảm ơn Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho. Kính thưa đại chúng, cái câu chuyện là chim lợn, chim cú nó kêu thì chẳng phải là câu chuyện bây giờ mà từ xưa rồi. Cho nên là hai cái loài chim này, chim cú, chim lợn đều bị dân ta ghét.
Nhưng mà không biết ghét thế là có oan cho nó hay không. Thế Thầy xin thưa, chim lợn á, thực ra chim lợn nó khác với chim cú. Cái mặt thì nó cũng hơi giống giống. Mặt con chim lợn nó tròn tròn hình trái tim, còn con chim cú thì nó giống như con mèo á, gọi là cú mèo. Còn cú lợn khác và cú mèo khác. Thế nhưng mà cái con cú lợn á, thì nó kêu eng éc, eng éc ấy. Đại chúng hiểu không? Thế và dân ta từ xưa đến nay mà cứ thấy chim lợn đến nhà mình hay đến hàng xóm mình mà kêu là cầm đá, cầm gạch ném đuổi nó đi vì nghĩ là nó đem cái điều gở, điều xấu đến. Đó. Thế cho nên con chim cú lợn á, ở đâu cũng bị người ta xua đuổi. Vậy thì bạn này hôm nay bạn hỏi cái chuyện này nó có là sự thật không? Có phải con chim cú đem điểm gở đến cho chúng ta không? Thì kính thưa đại chúng, Thầy xin thưa là cái điều đó không đúng, và đấy là oan cho cú lắm đấy, oan cho chim cú lắm đấy, oan cho con lắm đấy cú ơi, không phải đâu. Thì thưa đại chúng, thế này, cái câu chuyện về điềm thì trong Phật giáo chúng ta cũng có bài kinh về điềm đấy, kinh điềm lành đấy. Điềm lành, khi những cái này xuất hiện là điềm lành sẽ tới, khi cái này xuất hiện là không lành sẽ tới, là có điềm. Cái chuyện điềm là một chuyện rất tự nhiên và như pháp. Giống như hôm nay thấy trời mây kéo đến và oi như thế này, biết là điềm sắp gì? Sắp mưa. Đấy, điềm. Đấy. Phải không? Thế rồi thấy chuồn chuồn nó bay, bay thấp mới là biết ngay là sắp mưa đấy. Thế mới có câu bài thơ gì? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, mà bay cao thì nắng, mà bay vừa thì dâm. Đấy là con chuồn chuồn nó biết báo. Hay là chúng ta mà sắp sửa mà lũ lớn chẳng hạn, hay mưa lớn, thì những cái loài côn trùng nó biết trước. Con kiến là nó biết tha tổ nó lên trên cây cao. Các thầy ở trong rừng là biết sắp mưa lớn, là thấy kiến nó bò lên cây cao là biết là sắp mưa lớn rồi đấy. Đấy, đấy là con kiến nó báo. Và đấy là các cái hiện tượng ở trong tự nhiên giới. Thế còn nơi thân con người chúng ta cũng thế, cũng có điểm hết, thưa đại chúng. Ví dụ trên mặt mình nó xuất hiện một cái vết gì đó là biết người này sắp sửa mắc cái bệnh gì. Các cái vị mà thầy thuốc giỏi ta nhìn ta biết được. Và ở trán xuất hiện cái gì, ở cằm xuất hiện cái gì là báo hiệu cái chỗ ấy sắp sửa bệnh gì, liên quan cái gì, là cái điểm đấy, thưa đại chúng. Hay điểm sắp sửa phát quan, hay điểm sắp sửa đột tử, người ta cũng biết được. Vậy thì thưa đại chúng, điểm là hiện tượng tự nhiên, là việc xuất hiện trước để báo hiệu sự vật hiện tượng ấy sắp sửa xảy ra thôi. Và nó cái gì cũng có điểm hết, thưa đại chúng. Không cái gì là không có điểm. Đại chúng có rõ không nào? Thế thì như vậy, điểm làm hiện tượng tự nhiên. Kinh Điềm Lành Đức Phật cũng dạy, những ai sống như thế này thì đấy là điềm lành. Ai hiếu thảo mẹ cha, đó là điềm lành. Hôm nay chưa biết là tương lai tôi thế nào, nhưng tôi cứ sống hiếu thảo thì đấy là điềm lành báo hiệu, đấy là tương lai tôi sẽ tốt đẹp. Hôm nay tôi chăm chỉ, tôi không lười biếng, đấy là cái điềm anh này tương lai sẽ thành công, ví dụ thế. Vậy thì cái con chim lợn này, cú lợn này, thực chất không phải là nó đem cái xấu đến cho với chúng ta, mà Thầy có tìm hiểu thì các nhà khoa học ta nói là con chim lợn nó rất là thính cái mùi, đặc biệt là cái mùi của tử khí, cái mùi người sắp chết. Cái người sắp chết nó có toát ra một cái mùi, thưa đại chúng. Người ta gọi là mùi tử khí đấy. Chết rồi thì rõ ràng tử khí rất là nồng nặc, nhưng mà trước khi chết hoặc sắp chết nó đã có những cái khí, có thể như là cái khí amoniac hay khí gì đó chẳng hạn, nó có nhiều cái khí nitơ nó bốc ra. Thì cái con cú lợn này nó phát hiện được và nó hay đến. Hay là quạ cũng thế đấy, thưa đại chúng. Con quạ nó ở chỗ nào có xác chết, con quạ nó phát hiện rất là nhanh, nó đến rất là đông. Đấy, Thầy đi Ấn Độ thì thấy là chỗ nào chỉ một tí xác chết nên là quạ nó đã kéo nhau hàng đàn nó đến rồi. Nghe không? Thế thì đấy là những cái loài này nó có một cái khứu giác đặc biệt phát hiện ra.
và nó lại rất là thích cái mùi đó chẳng hạn. Thì khi mà nó đến thì nó phải kêu thôi. Thì bản tính của nó đến là nó phải kêu, chứ không phải là nó đến mà nó ngậm miệng đâu. Nó ngửi thấy mùi thì nó đến. Đến thì nó phải nói năng gì đó, nó kêu. Và khi nó kêu thì mấy hôm sau chúng ta thấy ở đấy có người mất, thì đấy là do là cái đó. Chính là do cái mùi tử khí ở đấy nó bốc ra mà con chim này nó đến. Cũng giống như chúng ta thấy ong nó đến, tự nhiên ong mới đến thì chúng ta biết chỗ này là có hoa, có mật rồi. À, vì hoa có mật cho nên dụ ong nó đến. Chứ không phải chúng ta đổ tại con ong đến chúng ta đuổi nó đi. À, vì cái gì? Vì chỗ này có mật thì ong nó đến, nó bình thường. Nhá. Vậy nên con chim cú lợn không phải là cái loài chim mà đem điểm xấu ác đến chúng ta. À, và có thể thế này, ở chỗ đó có một cái duyên gì đó, con chim nó vẫn đến, có mồi. Con chim cú lợn nó rất hay bắt chuột, nó rất hay bắt những cái con chồn, những cái con nhỏ nhỏ đó, nó bắt được, nó ăn được, nhất là chuột. Đấy. Thế thì có chuột là chim cú nó cũng đến. Giống như ở chùa mình ấy, thầy cũng hay nghe chim cú nó kêu lắm, mà mãi mà kêu bao lâu chả có thấy ai chết cả. Không? Vì ở chùa là nhiều chuột, chùa mình không ai bắt chuột cả, thì chim cú nó đến. Đấy, như thế này chúng thấy đừng đổ oan cho cái loài chim này, nó không phải là cái nó mang điểm gở đến cho chúng ta, nghe không? Đó. Thế còn điểm gở hay điểm lành phải do chúng ta tạo. Đấy, chúng ta muốn điểm tốt lành, hãy tụng kinh điểm lành và thực hiện theo kinh điểm lành, thì điểm lành sẽ đến với chúng ta, không phải do con vật, không phải do cái nọ cái kia mang điểm gở đến cho chúng ta, mà nó chỉ là những cái dấu hiệu báo trước sự việc ấy sắp diễn ra thôi. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Nhá. Cố gắng câu hỏi nữa nhé. Có bạn hỏi rằng, kính bạch Thầy, con là nữ, năm nay con 19 tuổi. Thời gian gần đây trong lúc ngủ, con rất hay nói mơ. Điều này do bạn cùng phòng của con kể lại, vì con hoàn toàn không biết gì, không ý thức được cái việc đó. Theo lời kể của bạn con, có những lúc con nói mơ đến cả 10 phút, nói rất rõ ràng và còn cười đùa như nói chuyện hàng ngày với bạn bè. Có lúc còn quát lên rất là to. Con cảm thấy rất lo lắng vì ảnh hưởng đến giấc ngủ và tâm lý của các bạn cùng phòng. Xin Thầy cho con hỏi là vấn đề của con có nghiêm trọng không ạ? Nhân duyên gì mà con lại bị nói mơ như vậy? Có phải lúc đó con đang nói chuyện với vong linh không ạ? Và làm cách nào để con có thể hết được việc nói mơ như vậy ạ? Con rất mong Thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. Bạn này không nói tên. Thì thưa đại chúng, cái bệnh ngủ mơ nói mớ là rất nhiều, nghe không? Thế thì cho nên có cái câu chuyện gọi là Trang Chu Hồ Mộng Điệp đấy. Ông Trang Tử, ông nằm ngủ mơ, rồi ông thấy mình biến thành con bướm bướm, bay đi khắp nơi, vàng đỗ hoa nọ hoa kia, và giấc mơ đẹp quá, nhẹ nhàng thanh thoát quá, hoa đẹp quá. Đến khi ông thức giấc thì tự nhiên ông nghi ngờ, vì giấc mơ nó như là thật ý, thưa đại chúng. Ông nghi ngờ, ông bảo không biết là mình là con bướm biến thành, rồi mình mơ thành mình, hay là mình biến thành con bướm. Đấy, tức là ông không hiểu là mình ấy đang mơ. Lúc ông tỉnh rồi nhưng ông bảo không biết là mình là con bướm đang mơ biến thành mình đấy, thành ông Trang Tử đây, hay là mình biến thành con bướm. Thế cho nên mới gọi cái tích gọi là Trang Chu Hồ Mộng Điệp, giấc mơ của Trang Tử. Thưa đại chúng, chúng ta cũng có khi mắc cái chuyện này. Nhiều khi mở mắt rồi mà cứ thấy bàng hoàng, vì giấc mơ nó rất là thật luôn, nó quá thật, cảm giác như nó thật lắm ấy, thật lắm ấy. Có khi thấy nước mắt còn đầm đìa, chảy đầm đìa đấy, thưa đại chúng, mơ mà khóc đầm đìa. Đấy, đó. Thế là đang mơ mà tự nhiên là ngồi nhòm dậy là chạy, vì thấy nó thật quá, vì thấy trong mơ thấy cọp nó đuổi, nó chạy. Vậy thì thưa đại chúng, cái kết nối giữa giấc mơ và
khi chúng ta tỉnh thức, nó là một vấn đề. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu về giấc mơ, nó có mấy giai đoạn, giấc ngủ của chúng ta có mấy giai đoạn. Và khi ngủ bình thường, một người ngủ bình thường, khỏe mạnh, thì khi chúng ta vào ngủ sâu á, là nó ức chế cái vùng thần kinh, cái vùng ngôn ngữ, nó không hoạt động, nó không ra tiếng nói. Thế nhưng cũng có những người thì cái vùng đó nó lại rất là nhạy bén. Và trong mơ người ta nghĩ là thật, cho nên người ta cứ nói bình thường vậy thôi. Nghe không? Mơ thấy cái gì, giao tiếp với ai, nói chuyện gì, nói ra miệng thật luôn. Tức là cái vùng ngôn ngữ của người này nó rất nhạy cảm, nó không bị ức chế. Đúng ra người ngủ bình thường là nó sẽ ức chế cái vùng ngôn ngữ không nói ra lời. Có thể chỉ nói thầm trong mơ thôi, trong tư tưởng thôi. Nhưng mà có những người thì cái vùng này họ không bị ức chế. Cho nên là họ nghĩ sao trong mơ, nói sao trong mơ, họ dẫn truyền ra miệng và nói thành lời luôn. Nhá. Thế đấy thì kính thưa đại chúng. Vậy thì bạn này bạn rất là lo lắng là bạn bị cái tình trạng này rất nhiều và có khi nói mớ cả 10 phút la hét này khác. Thì bạn lo. Thì thưa đại chúng thì cái này nó vừa phải kiểm tra về sinh lý thần kinh. Bạn đi kiểm tra sức khỏe sinh lý thần kinh xem có vấn đề gì. Nếu thường xuyên nói mớ như thế thì nó cũng rất ảnh hưởng. Đấy, ảnh hưởng đến bạn bè trong phòng, ảnh hưởng đến những người ngủ xung quanh. Thứ hai nữa là nó cũng không tốt đâu. Tức là đúng rằng một giấc ngủ lành mạnh là không có nói mớ như thế. Nghe không? Nó phải ức chế được cái vùng vỏ não về ngôn ngữ. Nhưng mình như vậy là cái vùng ngôn ngữ mình nó quá nhạy cảm. Vậy thì về mặt sinh lý thần kinh, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe sinh lý thần kinh cái đã. Nếu sinh lý thần kinh không có vấn đề gì thì nghĩ đến có những vấn đề về nghiệp báo. Bạn này bạn đang lo là bạn đang nói chuyện với vong thì không phải. Không phải vì mình vấn đề là mình mơ mình có thấy vong không mà mình nói với vong. Nhưng mà ở đây Thầy nói là nghiệp báo. Thường những cái người á, đại chúng biết giấc mơ là gì? Là chỉ ta với ta biết thôi. Có đúng không? Giấc mơ là chuyện chỉ ta với ta biết mà. Trong đầu tôi nghĩ, trong tâm tôi mơ là cái rất riêng tư. Có phải không? Ví dụ thế, ta yêu ai, ta không gặp được người ấy, ta về ta tự mơ, ta gần gũi với người đấy. Đấy là việc riêng của mình. Thế nhưng mà việc riêng này cũng phải nói ra miệng. Thì chúng ta biết đây là cái quả gì? Cái quả là không thể giữ được cái chuyện bí mật. Cái người này mà cho đi làm công tác về phải bảo mật bí mật ấy, là gay go. Cho ngủ một cái là mơ gì nói ra hết là chết. Đúng không? Thế là cái quả của cô bạn này, cái quả báo đấy là mình không giữ được những chuyện bí mật. Đến nỗi cái chuyện riêng tư nhất là giấc mơ của mình cũng phải nói toạc ra cho mọi người biết. Nghe không? Thế vậy thì đây là cái quả ấy thì cái nhân là gì thưa đại chúng? Cứ truy theo nhân quả chúng ta suy ra. Vậy người này trong tiền kiếp hoặc đã từng thất hứa với người, không giữ bí mật cho người, làm lộ bí mật của người khác. Hứa hẹn với này, ví dụ bạn thân bảo này, tớ có chuyện này kể cậu nghe, nhưng cậu phải hứa với tớ nhé, tuyệt đối nhé, không nói cho ai biết nhé. Bảo, yên tâm đi, cậy miệng tao không nói. Thế nhưng mà lúc sau vui miệng bạn nào nói toang toác ra hết luôn. Thế là người ta tai tiếng mất hết danh dự, nghe không? Không giữ bí mật cho người, không giữ lời hứa. Cho nên ấy, đầy từ quả mà Thầy truy về nhân. Vậy cô bạn này, nếu về sinh lý thần kinh không có vấn đề gì thì vấn đề nghiệp quả. Bạn này phải tu và sám hối cái nghiệp không giữ bí mật cho người. Nghe không? Mình không bảo hộ cho người. Nhá. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, người bạn tốt ấy là cũng phải biết giữ bí mật cho bạn của mình. Khi người thổ lộ với mình, người ta đã cầu xin mình giữ bí mật, là mình đã hứa là mình phải giữ, cậy miệng mình cũng không được nói. Chứ còn mình vui miệng, mình làm câu chuyện, làm quà, mình nói toạc hết ra. Sau đó người ta bị ảnh hưởng, người ta bị mất danh tiếng, bị có khi là mất cả sự nghiệp luôn vì mình làm lộ bí mật của người ta. Đấy, thế thì bạn này phải sám hối cái nghiệp này và phải tu từ nay trở đi, nghe không? Và phải giữ cái tâm biết trân quý những cái gì mình đã hứa, những cái gì mình làm kín đáo là bí mật, mình phải giữ cho người nhé. Mình sám hối thì mình có thể chuyển hóa được cái nghiệp này. Đấy, thì Thầy xin chúc cho bạn, nghe không? Làm sao mà
mọi cái mình giữ được cái riêng tư của mình. Rồi, kính thưa đại chúng, thôi hôm nay chắc chúng ta dừng ở đây, 5 câu hỏi rồi. Chương trình buổi chiều tối nay thì đại chúng còn cái chương trình rước hoa đăng nhiễu Phật tại Đài Phật Đản Sinh. Thế cho nên đại chúng sẽ nghỉ và thọ sữa để chuẩn bị vào chương trình buổi tối nữa. Cho nên đại chúng cùng hoan hỷ tham dự cái chương trình tối nay. Chúng ta kính mừng Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời nha. Kính thưa đại chúng, có một bạn nick Facebook tên là Nguyễn Minh Tâm gửi câu hỏi thế này: Kính bạch Thầy, gần đây con mới mua một chiếc xe ô tô để tiện đi lại và làm việc, cũng như thỉnh thoảng chở gia đình đi nghỉ cuối tuần. Con được anh em, bạn bè nói rằng nên đặt trong xe một hình tượng Đức Phật nhỏ hoặc tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca hay Bồ Tát Quan Âm. Khi đặt như vậy thì mình tham gia giao thông sẽ được an toàn và may mắn, cũng như yên tâm hơn vì xe sẽ được các ngài bảo hộ. Có người còn bảo rằng con nên mang tượng đến chùa để thỉnh sư thầy làm lễ cầu an cho, thì sự tăng thêm sự linh ứng rồi hãng mang về để lên xe. Con cũng thấy rất nhiều chủ xe ô tô, xe khách cũng để tượng Phật trên ô tô như vậy. Con mong Thầy cho con lời khuyên là con có nên thỉnh tượng Phật đặt trong xe ô tô cho các chuyến đi được bình an không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Đại chúng rõ câu hỏi này chưa ạ? Tức là bạn này á, bạn hỏi là cái việc mà đặt tượng Phật hay là ảnh Phật vào trong xe ô tô thì thực hư lợi ích như thế nào, có hay không? Thì kính thưa đại chúng, cái tình trạng giao thông của chúng ta hiện nay trong cái thời đại công nghiệp phát triển như này quả thật là rất phức tạp. Nhiều loại phương tiện tham gia giao thông, chúng ta thấy ra đường đủ các loại, ô tô lớn, ô tô nhỏ, xe siêu trường, siêu trọng, xe máy, xe đạp, xe điện, đủ hết, rất nhiều. Thế và đường xá, chất lượng đường xá, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì chưa phải là tốt. Đấy. Cuộc sống thì gấp gáp, tâm lý con người chúng ta thì hối hả vội vàng, cũng là tâm lý sống gấp đấy, bốc đồng, thanh niên thì bốc đồng, không làm chủ, rồi cuộc sống lại nhiều cái căng thẳng stress, có khi là lái xe nhưng mà đầu nghĩ đến cái chuyện nào mà chuyện cơ quan, chuyện cơm áo gạo tiền, tay thì cứ lái mà đầu nghĩ chuyện khác đó, rồi phóng nhanh vượt ẩu rất là nhiều, cho nên ấy, tai nạn giao thông xảy ra nhiều lắm. Người ta thống kê ấy, là cái tai nạn giao thông trong những năm vừa qua còn chết nhiều hơn cả chiến tranh thế giới. Đấy, chết nhiều hơn chiến tranh thế giới. Đấy, thưa đại chúng, khủng khiếp. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thì phải lập ra hẳn một cái Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Đấy. Thế và chính thức nhà nước cũng tổ chức những cái đại lễ cầu siêu cho nạn nhân giao thông cấp quốc gia. Đấy. Thế thì không phải chuyện thường. Quả thật, cái tai nạn giao thông trong thời gian vừa rồi rất là sợ. Phải đi ra đường là một cái nỗi lo đối với mỗi người, rất là lo lắng. Thế cho nên ấy, ai tham gia giao thông bây giờ cũng rất sợ, rất lo lắng. Ai cũng mong muốn cho mình được bình an. Thì bây giờ bạn này bạn hỏi là bạn có cái xe mới thì bạn ấy được người ta khuyên là nên thỉnh tượng Phật đặt vào trong xe thì có tốt không? Thì Thầy xin thưa thế này, trước hết, khi một người có tâm nương tựa và tin kính Tam Bảo thì người đấy đã phát sinh ra phúc lành rồi. Nghe không? Giống như Phật tử chúng ta là Phật tử, là con của Phật. Và cho nên chúng ta cũng được Ngài che chở trong cái đại dịch Covid này, ít nhiều là chúng ta được che chở. Nghe không? Đấy. Thế thì bây giờ nếu một người khởi tâm tin Phật rồi nương tựa vào Phật thì chắc chắn họ cũng được sinh cái phước lành. Đó. Thế cho nên cái việc mà thỉnh tượng Phật, ảnh Phật để vào trong xe là một việc tốt nên làm, Thầy chưa nói đâu cả. Thứ hai nữa, về tâm lý mình thấy như thế mình cũng yên tâm. Đấy là về mặt tâm lý nhé. Tâm lý thì thưa đại chúng nó chưa phải hoàn toàn là thật, nhưng về mặt tâm lý mình được
yên tâm. Còn về mặt sự thật là chúng ta có được cái sự gia trì hộ trì khi chúng ta thành kính với hình ảnh và tôn tượng của Đức Phật, đều có sự hộ trì. Nghe không? Thế rồi nếu chúng ta lại mang tượng đến chùa này thỉnh tăng chú nguyện cho nữa, thì mình lại thêm được cái phước nữa là cung kính chúng tăng, nương tựa chúng tăng. Thế ta được thêm cái phước nữa. Đó. Thế những chữ vị tăng mà có oai có đức nữa thì lại tốt nữa. Thứ nữa, thưa đại chúng, là trên đường xá giao thông thì phải nói thật rằng dọc đường có rất nhiều những các cái chỗ không tốt. Đấy, những cái cung đường mà hay xảy ra tai nạn, nó đều có những các cái vong linh họ nương gá ở đấy. Thường thì người ta thấy thế này, một vong linh khi chết ở cái chỗ đó thì họ bị chấp vào chỗ đấy rất là nặng. Đến khi nào có một vong linh nào thay thế chỗ đấy thì họ mới có thể đi được. Họ bị cái nghiệp như vậy đấy. Thế cho nên mới nói tại sao là ma nó bắt. Nhiều khi đi đến chỗ đấy, cái người lái xe tâm lý không sáng suốt, đầu óc không tỉnh táo, đang mà lại căng thẳng việc gì đó là bị chính cái vong ở đấy nó tác động để xảy ra tai nạn. Thưa đại chúng, để có người thay thế nó ở đấy, nó mới thoát đi được. Đó, đại chúng thấy cái chuyện này là chuyện tâm linh. Thế người ta thì không hiểu sao, tại sao cái cung đường ấy xảy ra nhiều tai nạn thế? Nó có đấy, không phải không? Thế cho nên ấy, Phật tử chúng ta nếu nhà có phương tiện thì chúng ta cũng nên thỉnh tượng Phật, thỉnh ảnh Phật chúng ta đặt lên xe. Khi mà thấy hình ảnh tôn tượng Phật ấy, thì có thể những cái quỷ thần mà họ có biết đến Phật Pháp, họ không khởi cái ác tâm với mình. Nhé. Thứ hai, chúng ta cũng ít nhiều được ảnh hưởng gia hộ của chư Phật. Và thứ ba là do lòng tin của chúng ta, tin kính Phật mà chúng ta được cái ân phước ấy. Thế và Thầy cũng khuyên các Phật tử khi mà lên xe đi thì chúng ta cũng lên bạch với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, chư Thiện Thần và các cái vị thần cai quản đạo lộ ấy. Dọc đường có những vị thần họ cai quản đường xá, không phải không có, thưa đại chúng. Đối với cái thế giới quan của đạo Phật thì chư thần họ rất nhiều, thần cây, thần cối, thần gò nồng có hết đấy. Đấy, trong bài kinh Tam Bảo đại chúng tụng đấy, nghe không? Chư thiên rồi các vị quỷ thần ở đồng không nhà trống rồi chỗ nọ chỗ kia rất nhiều. Đường xá cũng có những vị quỷ thần, những vị thần họ cai quản đường lộ. Chúng ta đều bạch xin tất cả các vị bảo hộ cho nhé, để chúng ta đi được bình an. Lên xe, lái xe cũng thế, đều lên bạch như vậy. Đấy. Thứ nữa là chúng ta dấu bạch vậy rồi, đặt tượng Phật rồi, nhưng không phải như thế chúng ta ý lại, à có tượng Phật trong xe rồi, tôi bạch Phật rồi, nên là tôi đi thoải mái, lạng lách thoải mái, là chết, phóng nhanh vượt ẩu thoải mái, không phải đâu. Phật không lúc ý là Phật không hộ trì, chư thiên thiện thần không hộ trì mình nữa. Hay là tôi cứ uống rượu cho tơ lơ mơ, thì tôi nhảy lên xe, có Phật hộ trì rồi, không có. Phật không hộ trì ra cái đấy. Cho nên chúng ta biết là hộ trì là hộ trì cái đúng đắn. Nhé. Cho nên chúng ta muốn lái xe bình an, thứ nhất thì đúng rồi. Về mặt tâm linh, ta thỉnh Phật, ta bạch Phật. Thỉnh Phật trong xe thờ, bạch Phật, bạch chư thiên, chư thần hộ trì. Sau đó ta phải giữ cái tâm mình thật bình tĩnh sáng suốt. Nghe không? Không rượu chè, không buồn ngủ. Buồn ngủ là không được lái. Đấy, những cái đấy là cái nguyên nhân để gây ra tai nạn. Phật không phải là Phật đỡ mình được cái đấy, mà cái đấy là do mình. Đấy, thế thì Thầy khuyên với đại chúng, thì với bạn này, Thầy xin trả lời như vậy nhé. Thì cái việc mà thờ tượng Phật trong xe là tốt, nhưng chúng ta phải đầy đủ lòng tôn kính, không chỉ coi Phật như là cái bùa hộ mệnh cho mình, mà chúng ta phải cung kính. Và các Phật tử cũng nên khi đặt tượng Phật thì đặt tượng Phật quay mặt ra phía trước. Nghe không? Nhiều người không biết thì cứ đặt Phật quay mặt về phía mình. Đấy, đặt Phật quay mặt về phía trước, về phía trước xe đấy nhé. Thì cái đó là nó đúng pháp đấy. Thế thì kể cả những cái vị quỷ thần dọc đường, người ta thấy xe, người ta thấy có Phật thì có thể người ta cũng cung kính. Nghe hiểu không? Giống như có người ta cũng tệ lắm, nhưng người ta đến chùa, người ta nhìn thấy Phật, người ta vẫn chắp tay, người ta vái Phật, người ta bớt cái sân si đi, nó sẽ đỡ nhé. Có mỏi lưng lắm không? Hãy cho đứng lên tí nha.
đứng lên chút, vươn vai chút cho nó đỡ mỏi, xong ngồi xuống. Mỏi quá rồi. Rồi, vươn vai xong chúng ta lại ngồi xuống nha, ngồi trang nghiêm để học tinh thần mến Pháp, ưa Pháp này. Đại chúng vào câu hỏi thứ hai từ nick Facebook Minh Linh. Bạn Minh Linh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con mới là Phật tử tu học ở chùa và cũng về chùa tu học được 2-3 lần. Con thấy trong mỗi lần mà xong thời khóa giảng Pháp ngày mùng 8 hoặc 14-30, chùa mình thì chùa đều tổ chức lễ cúng thí thực, gồm các sư thầy cùng lễ và đông đảo Phật tử tham dự. Xin Thầy cho con được biết tại sao vào ngày mùng 8, 14, 30 âm lịch hàng tháng chùa mình đều tổ chức cúng thí thực không ạ? Lợi ích của việc cúng thí thực và lợi ích của Phật tử khi tham dự đàn lễ cúng thí thực là gì ạ? Xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Minh Linh, bạn ấy thắc mắc là tại sao những lần bạn về chùa tu tập thì bạn đều thấy chùa mình có tổ chức cúng thí thực cả, có đàn thí thực ở dưới kia. Thì Thầy xin trả lời bạn Minh Linh và đại chúng rằng việc cúng thí thực ở chùa là việc làm hàng ngày. Ngày nào chư Tăng cũng phải cúng thí thực cả. Vì ở chùa có những bạn vong linh, bạn được về đây để tu tập. Gia đình thỉnh bạn về đây, xin các Thầy cho về chùa thì phải cho các bạn ấy ăn, cho các vị ấy ăn. Cho nên chiều nào chư Tăng cũng đều phải cúng thí thực cả. Và thí thực là một nghi thức, một thời khóa của chùa đấy, không thể để cho các bạn ấy về đây các bạn ấy đói là không được. Đại chúng đang nghe cái câu chuyện mà chú Tiểu cúng thí thực mà chú mải nghĩ đến cái chìa khóa đấy. Đấy, chú để quên chùm chìa khóa, nên khi mà ra cúng thí thực chú toàn miệng thì tụng mà tay thì gõ mõ, miệng thì tụng chú tụng kinh nhưng mà đầu toàn nghĩ không biết chùm chìa khóa ở đâu. Rồi mai sư phụ tìm không thấy là chết. Thế là cúng đàn cúng xong thì chú về. Sáng hôm sau cụ hòa thượng chủ trì cụ gọi: Thế hôm qua con cúng cấp thế nào mà các vong linh họ về họ nói là họ đói, họ chả ăn được gì cả. Thế thì bảo con vẫn cúng đầy đủ. Con bạch với sư phụ, bảo đầy đủ gì? Nó về nó bạch với sư phụ là nó toàn nhìn thấy chìa khóa thôi cả, chả thấy cái gì cả. Chú mới sám hối bảo: Con bạch sư phụ, đúng là hôm qua con quên chùm chìa khóa, con sợ quá, con không biết là để đâu mất rồi, chết. May quá con tìm thấy rồi, nhưng mà đúng là lúc ấy con cúng con toàn nghĩ đến chìa khóa thôi, chả chú tâm để đến cúng cấp cả. Đấy thưa đại chúng nha. Cho nên cái nghi khóa cúng thí thực là việc hàng ngày của chùa, cũng giống như ở nhà chúng ta ăn cơm ấy, ngày 3 bữa đấy, thì chùa buổi chiều là đều phải cúng thí thực cho các vong linh cả. Trong đó có vong linh là thân nhân quyến thuộc của các Phật tử ở đây khi mà làm lễ bạch thỉnh về chùa được tu tập ở đây. Thì kính thưa đại chúng, cái việc cúng thí thực là đúng như Pháp, như Kinh Phật dạy, nghe không? Để cho chúng sinh trong cõi giới vô hình, gọi là cõi cô hồn ngã quỷ, họ được thọ hưởng vật thực, họ thọ hưởng vật thực nhé. Cho nên cái việc cúng đây là cúng thí, gọi là việc bố thí. Thì riêng những ngày tu tập của Phật tử thì các Thầy lập cái đàn lớn ở phía dưới để cho các Phật tử đều được tham dự cả, những ai muốn tham dự đều được tham dự. Để các Phật tử phát khởi cái tâm tùy hỷ với đàn cúng thí. Mặc dù mình có thể mình không cúng, mình không có vật thực cúng ở đấy,
nhưng mình khởi cái tâm tùy hỷ tham dự với mọi người, với chư tăng, mình cũng được cái phước báu của sự tùy hỷ, nghe không? Hay là chính thân nhân vong linh nhà mình có mặt ở đấy, họ thấy mình cũng đến dự đàn thí, họ cũng hoan hỷ, nghe không? Họ thấy con mình ấy, cháu mình nó đến cúng cho mình đấy, mình cũng hoan hỷ, nghe không? Cho nên tại sao những ngày tu thì chùa đều có làm đàn thí thực ở phía dưới này để cho tất cả Phật tử đều được có thể tham dự, là ý nghĩa như vậy. Thứ nữa là các Phật tử tăng thêm được cái phúc báu từ cái tâm tùy hỷ, từ cái tâm mà tham dự đàn tràng nhé. Và chúng ta sẽ được cái phước lành tham dự đàn cung thí. Sau này chính mình ấy, khi mình gặp khó khăn, mình cũng có thể được người giúp đỡ. Khi mình đói khổ cũng sẽ có người cho mình, vì mình có cái phước tùy hỷ. Đại chúng rõ chưa? Nhé, thế cho nên là cái việc này là việc làm tốt, lợi ích. Giờ tiếp theo còn thời gian thì Thầy giải đáp một số các câu hỏi. Bạch Thầy, hoan hỷ cho con một việc như sau. Con không phải Phật tử của chùa, nhưng tâm con muốn được thỉnh lô hương thờ Phật. Nhưng chúng con lại còn trẻ, cháu còn nhỏ, con không sớm tối tụng kinh niệm Phật được thường xuyên. Còn quan hệ vợ chồng, con sợ ảnh hưởng đến việc thờ Phật. Sang tháng con lại về nhà mới, nên con xin Thầy chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của Thầy. Tức là Phật tử, cô Phật tử này trẻ, này chưa phải Phật tử của chùa, nghe không? Nhưng mà lại rất muốn thỉnh lô hương thờ Phật. Thế thì bây giờ sợ là con còn nhỏ, nó ỉa bậy đáy bạ ra đấy. Thế rồi là vợ chồng còn trẻ, còn phải ăn, phải ngủ, nghe không? Thế lại sợ, không dám thờ. Thế cho nên vì quan niệm này cho nên cứ đợi đến già mới đi theo Phật, đến già mới thờ Phật. Mà liệu mình có được đến già không đấy? Cho nên Thầy khuyến khích tất cả các Phật tử và những người tín tâm đạo Phật chưa quy y đi chăng nữa, chưa phải Phật tử, hay là những người mến mộ đạo Phật chưa phải là Phật tử, cũng có thể thờ Phật được hết, không kể là phải trẻ hay già. Thờ Phật là tốt nhé. Thế thì miễn là sao, thế này mình thờ chọn cái chỗ mà trang trọng nhất trong nhà. Vì nhà mình cái phòng khách này là trang trọng nhất, chỉ nguyên tắc là không thờ ở trong phòng ngủ của vợ chồng, không thờ ở ngay coi như là quay hướng vào mặt nhà xí, nghe không? Ban thờ không quay vào mặt nhà xí, nhà tắm, những cái chỗ nó ô uế, thế thôi nhé. Còn ban thờ quay ra cửa chính, chỗ phong quang là được. Thờ Phật là đơn giản nhất trong các thờ. Tất nhiên Thầy nói là Phật thì không chấp trước một cái gì cả. Ở đây Thầy nói kể cả mình thờ mà hướng ra nhà xí, Phật cũng không chấp mà. Nhưng mà chỉ chúng ta mất cái tâm cung kính thôi, mình mất phước ở chỗ đó, chứ Phật đâu có chấp gì, nghe không? Mà Thầy nói thế này này, chẳng nhẽ trong nhà xí không có Phật hay sao? Hả? Đấy chúng, chỗ nào mà không có Phật? Đã gọi là Phật ở mười phương thì trong nhà xí cũng có Phật. Ngồi ngay trong nhà xí, tưởng đến Phật, Phật cũng vẫn độ cho mình các bạn. Có phải không? Chứ có phải Phật chừa nhà xí ra. Trong cái không gian này chỗ nào nhà xí, nhà xiếc Phật chừa hết ra. Thế thì làm sao? Thế mấy con bỏ hung nó trong nhà xí nó không được Phật độ à? Đó, Phật chỗ nào cũng có. Nhưng mà chúng ta thờ Phật thì để cho mình được trọn vẹn tâm cung kính, mình chưa phải là bậc đã vượt qua những cái tâm sở này, thì mình chọn những chỗ nó trang nghiêm để cho mình được đầy đủ tâm cung kính. Đại chúng hiểu chưa? Thế còn cái người ta đã vượt qua tất cả những cái tầng tâm này rồi á, người ta ngồi chỗ nào cũng có Phật được hết, nghe không? Ngồi đâu người ta cũng khấn được Phật, Phật cũng chứng người ta nhé. Thế cho nên đối với Phật tử này thì Thầy nói là việc thờ Phật không gì trở ngại, nghe không? Cũng không phải vì nghĩ vợ chồng con trẻ là còn phải ăn ngủ với nhau thì là không thờ Phật được đâu. Không phải Phật có trách cái chuyện đó đâu. Thế tụi con không ăn ngủ với nhau thì làm sao có con có cháu nối dõi tông đường? Mình là Phật tử tại gia cơ mà, Phật có cấm đâu. Phật cấm là thờ tôi rồi là phải cấm tiệt, không được đẻ con đẻ cái gì đâu. Nếu thế thì Phật diệt mất trần gian này rồi, nghe không? Mình là Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm mình không được tà dâm thôi nhé. Còn mình vợ chồng chân chính thì chẳng có gì cả, Phật không cấm, vẫn thờ Phật bình thường, nghe không? Ở đây Thầy mở rộng luôn, nhiều phụ nữ cũng thế, cứ nghĩ là cũng nói là ví dụ con ngày hôm nay là con là ngày bẩn, con không dám đi chùa. Đâu có phải thế đâu, Phật cũng không cấm cái chuyện đó. Thế ở chùa các sư cô còn trẻ nên các cô cũng đều có những cái kỳ kinh nguyệt đấy, đâu cũng vẫn bình thường, vẫn ở chùa đó,
Nghe không? Cái đó là sinh lý con người, không có cái gì tội lỗi chỗ đó cả. Nhé? Cho nên nhiều Phật tử thì cứ kiêng, mà hôm nay là em ngày bẩn, em không dám đi chùa, em không dám đi tụng kinh. Không có chuyện gì cả. Nhé? Ta giữ vệ sinh sạch sẽ là được. Đây, Thầy nói cái này cũng nhiều người hỏi Thầy, thì hôm nay Thầy giải đáp luôn để cho tất cả các Phật tử yên tâm, nhất là Phật tử nữ. Nghe không? Không có gì phải ngại hết cả. Cái chuyện nó bình thường. Nhé? Cho nên cứ thờ Phật đi. Không phải Phật tử cũng vẫn thờ Phật được. Các Phật tử hỏi: Bạch Thầy, đã có một thời gian con quay mặt về hướng Tây vào mỗi buổi sáng, niệm Phật 10 hơi. Con có khuyên một vài chị bạn làm theo như con, vì các chị bận không có thời gian tụng kinh niệm Phật hàng ngày được. Có một chị bảo con: Sao em lạc hậu thế? Giờ này giờ nào mà còn niệm Phật 10 hơi, tụng kinh có nhiều lợi lạc hơn. Thưa Thầy, vậy tụng kinh và niệm Phật 10 hơi công đức có bằng nhau hay không ạ? Con xin Thầy giải đáp cho chúng con. Con cảm ơn Thầy. Cái phép niệm Phật 10 hơi, cái này là bên pháp môn gọi là tịnh độ niệm hồng danh Phật sáng tạo ra. Các vị sư bên đó thì sáng tạo ra là để dành cho những người không có thời gian ngồi niệm Phật cả ngày. Lần tràng niệm Phật cả ngày thôi, lên niệm Phật 10 hơi, quay mặt về hướng Tây, xong niệm Phật 10 hơi. Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật, hết một hơi xong lại không biết là được bao nhiêu tiếng, xong lại Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật, hết đủ 10 hơi, thế là xong. Như thế là cũng được vãng sinh tịnh độ. Thế lại chúng có chắc chắn được vãng sinh tịnh độ. Yeah. Ở đây Thầy nói là cái này thôi chỉ gọi là một cái phương pháp để chúng ta nhớ Phật thôi, chứ không thể nào vì như thế mà lại vãng sinh tịnh độ được đâu. Tu tập đơn giản thế vãng sinh tịnh độ sao được? Cứ mỗi ngày 10 hơi xong ra ngoài bắt đầu đánh cãi chửi nhau lộn chồng lên, thế xong rồi mà là thế là rồi về 10 hơi thế là xong vãng sinh. Nói chuyện ý. Cái này là phương pháp kết duyên. Một số các vị chư tăng sáng tạo ra phương pháp này để cho Phật tử chúng ta kết duyên với đạo Phật thì có thể được nhé. Cái này nó gọi là thập niệm kỹ để mà ký số đấy. 10 niệm này. Thế thì ở đây không nói công đức nhiều hơn tụng kinh hay ít hơn tụng kinh. Tụng kinh hay là đọc tên Phật, công đức nhiều hay ít phải ở xét ở cái tâm mình nhé. Hay là chúng ta đi làm Phật sự, công đức nhiều ít cũng đều xét ở tâm hết. Không thể nói là niệm Phật 10 hơi ít công đức hay là tụng kinh nhiều công đức, không nói thế. Đấy. Cho nên ở đây thầy khuyên các Phật tử thế này. Chùa mình thì Thầy đã giảng trạch rất rõ về cái phương pháp chỉ danh hiệu Phật rồi. Chỉ danh hiệu Phật không phải là chỉ đọc tên Phật, mà chính là chúng ta thực tập một đời sống thánh, đời sống gương mẫu như lời Phật dạy, gọi là giữ gìn chỉ danh hiệu Phật. Thấy không? Hàng ngày con giữ giới của Phật, hàng ngày con sống hiền thiện, hàng ngày con làm trong sạch tâm hồn con, đấy là con giữ gìn và bảo vệ danh hiệu Phật số một. Đấy. Nhất khoát con như vậy, con chết là con về với Phật. Không có gì. Đấy là con nhớ Phật cả ngày. Vì con nhớ Phật, con mới giữ giới Phật chứ. Con đùng việc này, con bảo không, Phật dạy việc này ta không làm được. Việc này đi là mang tính chất là lừa dối, ta không làm. Thế là con nhớ Phật rồi. Và con vào việc này, con bảo không, việc này là vào trộm cắp rồi. Không đúng, đúng là Phật dạy, không, không làm. Thế là con nhớ Phật rồi. Thế có phải mình nhớ Phật cả ngày không nào? Đấy. Chứ đâu có phải cứ đọc tên Phật đâu. Có khi mình đọc tên Phật ra giả mà tâm mình lại nghĩ chuyện khác đấy. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật. Ô, con mèo tha miếng thịt đấy. Đấy. Thế đấy là tâm mình cứ để cái miếng thịt đấy. Đó. Thế đến đấy là miệng niệm mà tâm có nhớ Phật đâu. Cho nên chúng ta đã giảng trạch với nhau rất rõ về cái phương pháp trì danh hiệu Phật. Trì giữ danh hiệu Phật là phải sống xứng đáng. Giữ cái danh hiệu Phật, đừng để cho danh hiệu Phật bị hoen ố, để ai chê trách Phật cả. Đấy là mình là con Phật, xứng đáng giữ danh hiệu Phật. Hàng ngày sống thật tốt. Đây Thầy nói tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta sống thật gương mẫu, không ai chê trách đúng câu nào người ta. Ví dụ mình mà sống lôi thôi, người ta mà gớm bằng tiếng Phật tử, Phật tiếc cái gì mà như thế. Thế là đấy là làm hoen ố danh Phật rồi, đấy là mình không giữ danh hiệu Phật rồi. Phải không? Mình đánh mất danh hiệu Phật rồi đấy. Người ta chê bai mình, tức là chê bai Phật của mình rồi đấy. Đó. Đấy, cho đại chúng hiểu rồi nhé. Cho nên đây chỗ này để hiểu về phương pháp chỉ danh hiệu Phật. Chúng ta sống thật tốt,
thật đúng lời Phật dạy, đó là chúng ta đang giữ gìn, đang chỉ danh hiệu Phật một cách rốt ráo. Nhớ thì Phật tử này tìm hiểu thêm về pháp môn tu tập của chùa để chúng ta ứng dụng tu hành. Chùa thì chủ trương vãng sinh tịnh độ, nhưng mà thực tập lấy công đức tam phước vãng sinh, nghe không? Làm chính nhé, để chúng ta tu tập. Các Phật tử hỏi: Bạch Thầy, trước đây tâm con tán loạn, con mở máy niệm Phật thì con ngủ được. Nay con muốn nhất tâm niệm Phật, con mở máy nghe để nương theo mà niệm, nhưng khi nghe một lúc con lại buồn ngủ. Con xin Thầy chỉ cách cho con được nhất tâm niệm Phật, không còn tán loạn, không buồn ngủ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nghe câu niệm Phật một hồi rồi cũng lại thành du ngủ thôi. Nó cũng giống như bài nhạc các ta. Thế cho nên đấy, nó vẫn là những cái phương tiện nhé. Thế thì các Phật tử, tất cả những cái này nó phải có phương pháp tu tập, nghe không? Trong những cái này thì có thể Phật tử đến chùa thân cận gặp gỡ các Thầy sẽ chỉ nó cụ thể hơn nhé. Bạch Thầy, nhà con trồng cây bồ đề ở trước cổng, có người nói chỉ được trồng cây trên chùa thôi, thế có đúng không ạ? Con xin Thầy lời khuyên. Phật tử này hỏi rằng ở nhà có trồng cây bồ đề ở trước cổng thì có người nói rằng không được trồng cái cây này chỉ được trồng trên chùa, thì cái này thì cũng không đúng nhé. Cây bồ đề thì tất nhiên không phải dành riêng cho của chùa, nghe. Đấy. Mặc dù là cây bồ đề nó có gắn với lịch sử của đạo Phật, nhưng mà chỗ nào chúng ta trồng cũng có thể được, nghe không? Tất nhiên chúng ta cố gắng nhớ này này, cây bồ đề nếu ai đã hiểu đạo Phật rồi thì cây bồ đề nó gắn với Đức Phật rất nhiều. Đấy, trong kinh Đức Phật nói, tất nhiên không phải là chỉ cây bồ đề ở Ấn Độ đâu, mà nói chung đã là cây bồ đề, giống bồ đề thì nó đều có những cái gắn liền với lịch sử Đức Phật. Nam Phật nói là trồng cây bồ đề ở đâu mà mình cung kính cây bồ đề ấy, mình cũng được phước giống như gặp Phật ấy. Đấy. Tất nhiên chúng ta thì ai cũng muốn xin cái giống bồ đề từ Ấn Độ về, nghe không? Thế nhưng mà đâu có phải cũng sẽ ai xin được đâu thôi. Nhưng cây bồ đề này mà ta quan niệm nó là cây bồ đề của Đức Phật, từ thời Đức Phật thì cũng được, cái phước nó vẫn được như vậy. Có Phật tử hỏi: Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, tháng trước con có thỉnh vong linh nơi đất ở, và vong có nói là chồng con đập bát hương là do vong làm, và chơi bời cũng là do vong sai khiến. Hàng tháng con có đi chùa để hồi hướng cho vong và sám hối, mà sao con thấy chồng con chưa thay đổi mấy. Mong Thầy giải thích cho con hiểu, và việc đập bát hương như vậy có ảnh hưởng gì không và phải làm như thế nào. Thứ nữa là vong bảo con phải bốc bát hương thờ Phật, vậy con phải làm như thế nào, mong Thầy giải thích cho con. Thì Phật tử này đi thỉnh oan gia trái chủ. Thì cái oan gia trái chủ nên họ nói là việc chồng của Phật tử này đập bát hương đi này, không cho thờ này, rồi đi chơi bời. Đó. Thì làm sao? Thì ở đây thưa đại chúng, đúng rồi, hôm trước Thầy nói rồi, oan gia trái chủ nó có thể làm nhiều chuyện, cũng giống như là chúng ta có những người bạn ác, bạn xấu đấy, họ cũng có thể phá hại chúng ta. Oan gia trái chủ cũng như thế, tuy rằng họ ở cái thế giới vô hình mình không thấy, nhưng họ có thể tác động đến chúng ta được, nghe không? Đấy, cái chuyện này ấy, cũng lạ đây thôi. Thầy kể hôm nay Thầy tiết lộ một câu chuyện mà chính mắt Thầy là chứng kiến chuyện đó. Tức là phần tâm linh họ có thể bấm cả số điện thoại được. Hôm điện thoại của Thầy ấy, Thầy đã tắt khoảng độ 15 phút rồi. Nhá, 15 phút rồi. Thế sau đó thì một chú đi đến thăm Thầy. Thế thì đến thì tự nhiên Thầy thấy cái điện thoại của chú nó reo lên. Mở ra thì thấy số của Thầy hiện ở trên máy điện thoại của chú. Thế chú: Ô, thế Thầy bấm gọi con được không? Không, Thầy tắt máy của Thầy rồi. Tắt 15 phút nay rồi thì đây, Thầy giờ máy Thầy ra. Đúng không? Thầy tắt rồi, nguồn tắt hết rồi. Mà máy của chú vẫn hiện số của Thầy mà vẫn reo. Sợ. Thế mà sau đó Thầy bảo: Thế đưa Thầy nghe xem nào. Thầy máy gọi thế này. Thầy mở máy nghe ra không thấy gì nữa. Nghe không? Sau thì Thầy mới thỉnh ra. Thì có một vị báo là đấy là chư thiên. Báo là biết có chư thiên. Báo cho Thầy để Thầy biết là có chư thiên đấy. Và vị chư thiên bảo là con bấm đấy. Chính vị bấm. Đấy, mà bấm mà máy của Thầy thì có hoạt động đâu.
máy thầy tắt nguồn nữa. Thế là chúng là đến lần đầu thật sự là thầy thấy chuyện. Cho trước đây thầy có nghe một số Phật tử nói là gọi là các vong linh này khác họ bấm điện thoại, nó chuông nhà không có ai mà cứ điện thoại reo này khác, thầy cũng còn bán tín bán nghi vì thầy chưa chứng kiến, nhưng mà trước mắt thầy là thầy thấy luôn đấy, rõ ràng luôn chứ không phải chuyện trợ. Rõ ràng máy của người ta hiền số của thầy 0986132003, rõ ràng không có nhầm gì cả, mà máy của thầy đã tắt 15 phút rồi. Đại chúng thấy lạ kỳ. Cho nên cái thế giới vô hình này này, thế giới tâm linh này này, cái vị mà bấm máy thầy đấy, vị bảo vị là chư thiên. Vị chư thiên bảo để cho thầy biết là có chư thiên bên cạnh. Người ta có thể làm được. Tất nhiên nếu chúng ta đọc kinh Phật thì ai cũng có thể hiểu được. Cái kim quan của Đức Phật Thích Ca đấy, khi mà dân chúng ở làng Kusina đấy, họ muốn là phải hòa táng kim quan của Phật ở trong vị trí làng của người ta, thì họ cho hết tất cả thanh niên lực lưỡng nhất của làng ra để khênh cái kim quan ấy về cái vị trí ấy, để hòa táng, để cho làng của họ được vinh dự. Lúc Phật Thích Ca nhập diệt ấy, tất cả thanh niên lực lưỡng súng vào để khênh, không ai không nhúc nhích, quan tài không nhúc nhích gì cả, bất động. Thế thì mấy vị nhìn nhau như ngơ ngác, mà không biết sao nhỉ, thanh niên này mà cỡ quan tài này họ mang đòn vào khênh thì phải bật lên chứ có gì mà nặng. Thế mới hỏi Ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật là Ngài mà bị mù mắt đấy, nhưng mà Ngài lại tu chứng thiên nhãn đệ nhất. A Na Luật thiên nhãn tức là con mắt của Ngài nó mở ra, mắt mắt thiên nhãn. Thì hỏi A Na Luật là thưa Ngài, là tại sao mà tất cả thanh niên lực lưỡng trong làng trai làng không khênh nổi cái kim quan của Phật nữa. Thế thì A Na Luật bảo các ông có tất cả 10 làng các ông cũng không khênh nổi. Vì sao? Không đúng ý chư thiên. Tất cả chư thiên họ không cho khênh là không thể khênh được. Chư thiên họ muốn phải đem đến cái chỗ này này, cái chỗ mà công chúng tất cả ai cũng có thể đến được, không phải riêng làng các ông đâu. Đem đến chỗ đấy hòa táng kim thân Phật ở đấy. Họ không muốn để trong cái thôn của ông đâu. Vì họ không muốn là các ông không thể làm khênh nổi. Đấy, ý của chư thiên. Đấy, chúng. Và sau đó thì dân làng sợ quá, bảo thôi thế chúng tôi giờ thuận theo ý chư thiên. Và thuận theo một cái tự nhiên khênh cái là kim quan của Phật đi vù vù, đặt ra cái vị trí mà bây giờ mình sang Ấn Độ đấy, cái chỗ mà dàn cái chỗ hỏa thiêu thân Phật đấy không? Đấy. Đấy. Thế chúng thấy cái thế giới mình gọi là vô hình đấy, mình không thấy, nhưng mà năng lực của họ rất là mạnh. Không phải chuyện nhỏ. Thế cho nên ấy, cái chuyện mà oan gia trái chủ nó có thể hành chúng ta, nó có thể làm này làm kia là chuyện thật. Nhá. Thế cho nên không phải thầy nói là nó làm cho chồng đi chơi bời, làm cho chồng nổi điên nổi đoá lên, cái chuyện đấy có bình thường. Nhá. Cho nên chúng ta phải giải cái chuyện này, hóa giải oan kết này đi. Nhá. Thầy thì nói chung thế để cho Phật tử biết chuyện này là chân thật, chùa mình đã làm và nhiều người làm. Thế còn làm hiệu quả nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào mình nữa, không phải chuyện nhỏ đâu. Không phải là sao có người làm thì sao người ta chuyển hóa ngay tốt, thế sao mình làm mãi lên chày chật không được. Phải xét lại mình, xét lại việc mình làm, tâm mình làm. Rồi mình có bồi đắp cái phước cho đủ cho người ta không? Trả nợ cho ta đủ không? Nó như vậy đấy. Đấy. Nhà. Có những cái vong linh họ về nó không cần đòi phước, nó không đòi phước nữa, nó chỉ trả thù đó. Đấy, thầy lấy câu chuyện cái bé Ngân Hà Nội đấy. Không biết Ngân mà nó có đây. Bảo gia đình bảo cúng tiền nó không nhận mà. Cũng bao nhiêu trăm triệu nó không nhận. Không nhận là không nhận. Căng thẳng lắm. Nó không nhận tiền. Nó chỉ trả thù thôi. Đấy nhá, cho nên thầy nói đây là một cái bài học để cho Phật tử biết nha. Có Phật tử hỏi, bạch thầy, con xin được thầy hỏi thầy câu hỏi. Tại đơn vị nơi công tác, người thủ trưởng có những hành vi tham ô tham nhũng nhiều năm mà chúng con nên im lặng mặc kệ họ, hay chúng con nên đấu tranh nói ra sự thật về hành vi tham ô tham nhũng đó? Việc nói ra sự thật đấu tranh làm cho người thủ trưởng sân hận thì chúng con có sai lầm hay không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp chúng con. Phật tử này còn công tác, nghe không? Ở trong một cái
cơ quan, cái đơn vị. Thế mà ông thủ trưởng thì lại tham ô tham nhũng nhiều năm. Cho nên bây giờ Thầy mới nói thế này, câu chuyện Phật Pháp thì nó phải tổng thể chứ không thể nói cái chuyện đơn giản. Thứ nhất, cái anh Phật tử này phải vào cái cơ quan đấy làm việc mà vớ phải ông thủ trưởng tham ô tham nhũng này, ông lại lấn lướt đè đầu cưỡi cổ nhân viên thế này là cái nghiệp của mình rồi. Ở đây Thầy nói là nghiệp hết đấy. Chúng ta mà sinh được vào một cái đất nước mà vua là bậc minh chủ, minh quân, đấy là phước của mình. Còn sinh vào một cái đất nước mà vua là hôn quân, đấy là cái nghiệp của mình đấy. Chúng ta sinh vào đất nước được hòa bình, đấy là phước của mình. Sinh vào cái đất nước mà liên miên chiến tranh, đấy là nghiệp của mình. Đấy, Thầy nói cái vụ mà Quảng Ninh nhà mình bị mưa năm ngoái đấy. Đấy là nghiệp của dân Quảng Ninh đấy. Năm ngoái Thầy cũng thỉnh ấy, khi mà các anh các chị lãnh đạo tỉnh nhờ Thầy điện cho Thầy để làm lễ, Thầy thỉnh ấy, chư Thiên nói luôn đây là nghiệp của dân Quảng Ninh. Không biết cái điều này đợt trước Thầy đã nói chưa? Nghiệp của dân Quảng Ninh phải chịu đấy. Mà các ngài báo luôn, nếu mà đúng theo cái bản nghiệp này sẽ chết bao nhiêu người? Nói rõ luôn, chết 127 người trong cái đợt mưa lũ đấy đó. Báo rõ luôn. Mới đây Thầy kể luôn để cho đại chúng thấy nó màu nhiệm lắm. Thế sau Thầy mới bảo là thôi con xin với các chúng chư Thiên là giờ chư vị quan chức lãnh đạo cũng đã tin tưởng chúng con, mà bạch thỉnh nhờ chúng con thỉnh thì các ngài giúp cho. Thế hôm Thầy bạch thỉnh là tối 29, lúc ấy Thầy còn trong rừng. Thế thì các ngài nói bảo hiện nay là rất nhiều dòng đang chuyển nước về Quảng Ninh, hàng ngàn con rồng chuyển nước về Quảng Ninh, cho nên việc này thật là khó. Thế Thầy lại bạch thỉnh thiết tha nữa, các ngài bảo sẽ cố gắng. Nếu cố gắng thì nhanh nhất ý, thì là trưa mùng 2 thì sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thì 29 này, 30 mùng 1 và đến mùng 2, tức là 2 ngày sau. Thế trong khi đó Thầy xem, Thầy nghe mọi người nói đài báo là đến mùng 8 lượng mưa mới có thể giảm. Mùng 8 lượng mưa như thế này mới có thể giảm. Với cái lưu lượng như thế này, họ xem dự báo đấy. Thế thì các ngài lại nói là trưa mùng 2 sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thế lúc ấy Thầy cũng điện, Thầy báo lại cho các vị, các bác lãnh đạo nơi tỉnh là đấy. Thầy lễ, Thầy thỉnh thì chư Thiên đã báo thế đấy. Đó. Và các bác ghi vào. Đúng trưa mùng 2, Hạ Long trời tạnh, mặc dù mây rất nhiều nhưng tạnh và nắng lên hừng lên. Đấy. Thế là các vị, các anh chị nói Thầy, các bác bảo là thật là kỳ diệu, chuẩn đấy Thầy ạ, chuẩn. Có một vị mặt trận Tổ quốc bảo Thầy ơi, đúng là Phật Pháp nhiệm màu Thầy ạ, chuẩn luôn. Nó rất nhiều cái, thưa đại chúng, nó kỳ lạ, không phải chuyện thường. Thế thì như vậy chúng ta thấy thế nào? Nghiệp, chúng ta nếu sinh vào cái cơ quan này, được và làm việc cơ quan này, phải làm việc cơ quan này, gặp cơ quan này, đấy là nghiệp của mình đấy. Nghe không? Chúng ta phải giác ngộ cái điều này đã. Mình làm sao lại vào cái cơ quan này? Mình làm sao lại sống với những người như thế này? Là nghiệp của mình đấy. Mình làm sao sinh vào cái gia đình này? Nghiệp của mình đấy. Có những người sinh vào gia đình thì cha mẹ coi như là đánh cãi chửi nhau suốt ngày, anh em lộn xòng suốt ngày. Nên có những người ta sinh vào gia đình rất êm ấm, cha mẹ thương yêu, anh em hòa thuận, đấy là phước của người ta. Nghe không? Cho nên trước hết Phật tử này phải xác định nghiệp của mình rồi, vớ phải ông thủ trưởng đấy là nghiệp của mình rồi. Nghe không? Nhá. Thế thì bây giờ mình góp ý với ông ấy hay không nào? Bây giờ hỏi, để hỏi Thầy, Thầy bảo là góp ý hay không góp ý. Thì Thầy nói thế này này, nếu mình phải xét góp ý với ông ấy được mà ông nghe, ông chuyển thì nên góp ý. Còn xét không góp ý với ông được, nghe xong ông lại dập cho mình trận, ông lại còn tham ô nặng hơn thì dừng. Nghe không? Cái căn cứ vào cái lực của mình. Mình có đủ lực không? Tại vì mình có lực mình mới chuyển được cái nghiệp này, cái nghiệp mình gặp ông giám đốc này, ông thủ trưởng này. Nhưng mình chưa đủ lực, không góp ý được. Góp ý ông không chuyển đâu, mà còn chết thêm. Đấy. Thế nhưng cái người khác người ta đủ lực, người ta góp ý được. Ở đây Thầy nói cũng có nhiều anh giám đốc nhé,
đến đây thầy khuyên, thầy góp ý, anh nghe chuyển ngay, nhiều lắm nhưng không ít đâu. Thế vì thầy nghĩ là à, mình nói anh được, nói anh nghe anh tin, và anh về anh chuyển hóa. Thế thì à, mình phải biết cái lực của mình, để biết cái chiếu của mình, biết cái ghế của mình ngồi có đủ không nhá. Cho nên ở đây thầy không khuyên Phật tử là góp ý hay không góp ý, phải cân nhắc mình có đủ lực để chuyển cái nghiệp này không. Đây cũng là nghiệp của mình đấy, nghiệp quả của mình đấy, nghe không? Thế thì thầy nghĩ Phật tử biết mình có cái nghiệp liên đới với cái ông thủ trưởng tham ô này, để cho mình phải thấy cái cảnh ông tham ô mà mình không làm gì được, phải quay về mình cũng phải sám hối, mình có cái cộng nghiệp tham ô với rồi đây, nghe không? Sám hối còn chắc cũng tiền kiếp cũng tham ô trước mắt người ta, trên giờ lại phải nhìn thấy ông thủ trưởng ông tham ô này còn khó chịu lắm mà con không làm gì được, con sám hối đã, và bản thân mình chỉnh mình trước đã, nè đó. Thế rồi sau đó mình tu tập để mà đủ lực mà chuyển hóa người ta, nghe không? Nhiều khi thầy nói là gọi là phó giám đốc không dám góp ý cho giám đốc chứ đừng nói đấy. Thế mình là nhân viên mà là nhân viên quèn thì không góp ý được đâu, nghe không? Phải cân nhắc. Ở đây thầy không nói là phải làm hay không phải làm, hết sức cân nhắc, tức là dùng trí tuệ đấy, trí tuệ sẽ chuyển được nghiệp nhá. Quan sát thật kỹ, cân nhắc thật kỹ, nói thế nào. Có nhiều cái mà chúng ta biết góp ý không được một cái lợi ích gì mà sau đó lại đau khổ thêm, sự việc lại trầm trọng hơn, thế thì góp ý làm gì? Chân người trí tuệ thì phải học cái cách góp ý, biết rằng mình góp ý xong là đổ thêm dầu vào lửa thì góp ý làm gì, không đổ góp ý nữa, đấy là trí tuệ đấy. Góp ý mà được thì góp ý nhé. Xem Phật tử phải cân nhắc. Có Phật tử hỏi: Bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết. Thưa Thầy, con thấy các đền phủ tại miền Bắc Việt Nam thờ Tam Tòa Thánh Mẫu Địa Mẫu các hàng thánh. Chúng con là những Phật tử đã quy y Tam Bảo, con nên đến các nơi đó để làm lễ cầu an hoặc cầu siêu không? Nè, ở đây Thầy nói này, miền Bắc mình thì rất nhiều đền phủ mà thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, thờ Địa Mẫu, thờ Cô, thờ Cậu, rất nhiều thứ. Người Phật tử chúng ta có lên đến đấy để mà cầu lễ ở đấy không? Thì ở đây Thầy khuyên là chúng ta khi quy Tam Bảo Phật dạy rồi, quy Phật không quy trời thần quỷ vật, nghe không? Chúng ta không đến những cái chỗ dù là ông trời để mình cầu khấn ông ấy nhé, lễ lại ông ấy, không quy, không lễ lại, không cầu khấn. Mà mình có Phật là tối thượng rồi, tại sao không cầu, nghe không? Đấy, chứ cái này thì một số Phật tử bây giờ đã quy Tam Bảo, trước đấy đi theo tứ phủ chẳng hạn, thì nhiều khi tâm vẫn còn dây dưa, vẫn sợ. Thôi mình đi Phật rồi, nhưng rồi mình cứ vẫn thỉnh thoảng lai vãng với các ngài tí, không các ngài lại trách, hay các ngài vẫn chưa sa thải mình. Thôi đi cho được cả hai, cái đó là cái tâm chưa dứt khoát. Mình đã quy y Phật, Thầy đảm bảo ai chân thật quy Phật, không có thánh mẫu nào mà dám vật người này cả. Thế thánh mẫu là dám to hơn Phật à? Đi cướp con của Phật à? Không có thánh mẫu nào dám thế cả, chết ngay, đúng không? Mình đi quy Phật là tối thượng rồi, không có bà chúa, bà thánh, bà mẫu nào dám sang rằng con Phật lại, bảo tôi chưa sa thải nó, không được chạy theo Phật. Ai có dám to gan nữa, chết ngay nhá. Cho nên Phật tử yên tâm, khi đã quy Phật rồi là không có thánh mẫu nào, chúa chầu nào mà dám bắt mình về trở lại bên kia đâu nhé, không lo gì cả. Đó, cho nên là không cần phải đến đấy. Thầy khuyên các Phật tử đã là đệ tử Phật thì đi đến chùa tu học, theo chư tăng để học pháp, chứ không nên cúng lễ khấn vái ở những nơi đền phủ, nghe không? Mà người ta đánh giá mình, người ta bảo bà này đi theo Phật rồi mà vẫn còn đi theo tứ phủ, thế là người ta đánh giá mình. Thế nhiều khi đảo thế là Phật không thiêng bằng mẫu, không thiêng bằng thánh. Nếu Phật không thiêng bằng thánh bằng mẫu thì chúng ta cứ nhìn những cái đền phủ mới xem, bao giờ Phật cũng phải để lên trên đấy. Nếu thế để mẫu lên trên Phật đi, có ai dám để không? Chán cho đền phủ nào dám để mẫu lên trên Phật cả, Phật vẫn phải lên trên. Bạch Thầy, tổ con hàng tháng thọ giới vào ngày mùng 8, buổi sáng chỉ niệm Phật xong, phát nguyện xong thọ giới, buổi chiều niệm Phật một tiếng xong tụng kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 337 rồi cúng thí thực là xong trọn vẹn ngày thọ giới, và khai thị cho vong linh tụng kinh rồi. Qua việc trên có đúng nhà Phật không? Xin Thầy cho con một lời khuyên.
Phật tử này viết chữ khó nhìn quá. Tức là Phật tử này tu niệm Phật và thọ bát quan trai giới, nhưng mà chỉ niệm Phật xong rồi phát nguyện thọ giới. Ở đây Thầy nói thọ giới bát quan trai. Cái giới bát quan trai là cái giới đặc biệt dành cho người tại gia, không kể là Phật tử hay không phải Phật tử. Thế nhưng mà cái phương thức thọ giới hay nhất ý, là được đến chúng tỳ kheo, chúng chư tăng truyền giới cho mình. Nghe không? Tất nhiên ý, truyền giới cho mình phải một là tỳ kheo, hai ít nhất là chúng sa di, vì người ta đã thọ 10 giới trên mình rồi, ta truyền cho mình được. Nhưng còn chúng hình đồng ngũ giới là không truyền được, nghe không? Vì bằng với giới mình. Thế thì đến chùa mà thọ giới từ chư tăng là đầy đủ nhất. Thế còn phương tiện Phật cũng cho phép, nếu không có chư tăng thì chúng ta có thể tự thọ giới ở nhà, cũng làm nghi lễ rồi bạch lên ban thờ Phật đấy, phải có ban thờ Phật thì chúng ta bạch ngày hôm nay con xin thọ bát quan trai giới như thế này thế này, nghe không? Đầy đủ đọc 8 giới đó ra và con xin giữ gìn trọn vẹn một ngày một đêm cũng được. Và giới này gọi là giới tự thọ và tự xả. Tại sao tự xả? Vì khi mình thọ, mình nói là con xin thọ trong một ngày một đêm. Đấy là cái chỗ tự xả đấy, thì hết một ngày một đêm là nó tự xả nhé, thì có thể tự xả cũng được. Đó, đấy. Thế cho nên Phật tử làm đúng như thế thì đúng là ngày tu bát quan trai. Còn trong ngày tu bát quan trai đấy, mình phải giữ giới bát quan trai, 8 cái giới đó, và mình thực hành các cái pháp thanh tịnh nhé. Chứ còn ngày tu bát quan trai mà mình lại sát sinh, mình này nọ thì không đúng, nghe không? Thế còn trong ngày đó ta có thể tụng kinh, ta có thể lễ Phật, ta có thể tọa thiền, ta có thể cúng thí thực, cái chuyện đó là bình thường, nghe không? Có Phật tử hỏi rằng, bạch Thầy, chúng con là Phật tử Hà Long. Con đã bạch Thầy đám tang và 49 ngày. Thầy bảo tùy duyên, gia chủ có mời Thầy cúng và các Phật tử thờ vì bên Tứ Phủ. Về bên Tứ Phủ, họ cũng mời chúng con trợ duyên. Họ làm chủ sám chúng con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không theo Thầy, tà bạn ác. Xin Thầy cho chúng con biết. Phật tử này hỏi nó không rõ ràng. Đấy, câu hỏi nó không rõ này. Tức là trong cái đám tang của một cái gia đình này thì họ vừa mời Thầy bên Tứ Phủ, rồi lại vừa mời các Phật tử của chúng ta. Thế thì chúng ta làm sao, phải không? Thì Thầy nói là thì họ mời thì mình đến, mình làm theo đúng cái bổn phận của mình nhé, đúng cái nội dung sinh hoạt của chùa, hướng dẫn cho ai làm nghi lễ như nào thì mình làm cho đúng là được thôi nhé. Còn bên kia họ làm cái việc của họ, vì gia đình người ta mời chứ mình có phải là chủ đâu, nghe không? Họ mời Thầy cúng, mời Thầy phù thủy, cái chuyện của họ. Thế họ mời mình thì mình làm việc của mình, nghe không? Chứ cũng không phải vì thế mà mình không đi, bảo mời Thầy cúng rồi chúng tôi không đi nữa. Mình không đi thì mình vẫn mất cái duyên. Đấy, cho mình vẫn đi nhé, không có ngại gì cả. Có Phật tử hỏi, con xin Thầy hoan hỷ cho con biết. Thứ nhất là con trai con năm nay cháu 33 tuổi, cháu làm nhà. Con no cho con trai con cái tuổi 33 này, làm ăn không được, may mắn cho lắm. Con không đồng ý cho nó làm, nhưng cháu cố tình làm, nên con cũng no. Nó, vậy con xin Thầy hoan hỷ cho con biết được sau này có ảnh hưởng gì không ạ? Đấy, tức là con trai 33 tuổi, nghe không? Nghe hai con số 3 này, gay go to, nghe không? Lại sợ nó là gì? Là sao? Sợ nó có vấn đề, nghe không? Người ta gọi là 1368, sợ nó kim lâu, kim la, nghe không? Thế nên Thầy nói là chùa Ba Vàng mình đây này, chùa Ba Vàng này này, thế rồi cái gì Thầy cũng số 3 nhiều lắm, chuông của chùa mình cũng 3 tấn 3 đây này, đấy, có gì sao đâu nhá. Cho nên Phật tử thì Thầy nói rồi, đã là Phật tử mình thì không đặt nặng cái chuyện này nhá. Nếu con đó, nó đủ tiền, nó đủ các điều kiện, sức khỏe chúng nó, tất cả mọi cái nó chuẩn bị đầy đủ tốt rồi thì cho nó làm, không tính cái chuyện là 33 tuổi hay 37 tuổi, không tính cái chuyện đó nhé. Trước khi làm, mình làm lễ, mình bạch Phật, nghe không? Bạch lên Phật.
con giờ nó đủ nhân duyên, nó xin làm nhà thì xin Phật chứng cho, chư thiên chư hộ pháp hộ trì cho nha. Thứ nữa là dạy con mình nó tác phước, khi làm một việc gì lớn mình nên tác phước trước à, để mình có phước dự trữ, cái phước ấy là cái nó bảo hộ cho mình à, nha. Đó, cho nên cái này thì Thầy nói Phật tử là đừng cấm nó nhé, cấm nó mai mốt nó mang tiền, nó chán quá giờ có tiền rồi không làm, nó mang đi nó đánh bạc, nó chơi bời đến nó hết tiền rồi, được tuổi nó lại không còn tiền để làm nữa thì lúc ấy làm sao. Bạch Thầy, con thấy khi đổ mái nhà, nhiều nhà cúng gà, xôi, rượu, tiền vàng, hương hoa, nhưng con không muốn sắm những thứ lễ như trên. Con xin Thầy hoan hỷ cho con biết phải sắm lễ như thế nào đúng với Phật Pháp. À, đổ mái nhà thì chùa mình Thầy dạy rồi, kinh Địa Tạng Phật dạy rồi. À, muốn lễ gì thì lễ, cứ lễ cúng chay thôi, nghe không? Cúng chay tịnh, cúng gì, cúng Phật, cúng gia tiên, cúng chư thiên, chư thần gì cũng thế, cứ chay tịnh mà cúng cho Thầy nha. Bạch Thầy, nghi thức cúng đổ mái, con thấy có người cúng từ hôm trước ngày đổ mái, có người lại cúng trong khi đổ mái luôn, vậy như thế nào là đúng? Con xin Thầy hoan hỷ cho con đấy. Nào, cúng trước cúng sau cúng thế nào là sợ cúng trước ông hôm nay ông ăn xong rồi ngày mai ông đói ông lại đòi nữa, không cúng thì ông lại không phù hộ thế thì gây gọi. Đấy là chúng Phật tử chúng ta vẫn mắc cái bệnh tính toán, nghe không? Đấy, thế thì nếu người ta lại bảo đây cúng đúng ngày thì ông mãi ăn ông không trả trông nom gì, nó đổ nó lại hỏng hết thì sao? Đấy, cho nên ở đây Thầy nói là cái nghi lễ nha, đại chúng thấy không, không khéo không hiểu là nó làm cho mình rối hết tất cả lên. Đấy, bảo cúng trước thì ngày mai là lại không cúng, mà ngày mai là ngày đổ chính lại không cúng, thế ông thần nó không được ăn, ông đói ông lại vòi, thế ông lại hạnh hoẹ hỏng hết. Thế còn cúng đúng ngày thì bà đấy, bây giờ mọi người đang đổ thế này mà đi đem ra cúng mới lễ thì mấy ông thần cứ mãi ngồi ăn mới nhậu thôi, thế này chả làm gì cả, thế là lại hỏng hết. Đại chúng có thấy lúc nào vừa ăn vừa làm được đâu. Thế thì làm sao? Trên đây Thầy nói là nghi lễ. Chư thiên, chư thần á, thực ra mà nói thế này, nếu các bậc có phước họ không ăn như chúng ta đâu. Họ chứng cái lòng thành của mình. Đại chúng hiểu không? Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta bày cái lễ lên để cúng, không phải Phật ăn. Phật thánh các ngài không ăn tí nào. Chỉ có vong hồn, ngã quỷ có hồn thì có thể ăn nhá, chứ còn đã là Phật thánh đâu có ăn đâu. Nhưng mà các ngài chứng cho mình do cái lòng thành kính của mình, do cái lòng nhớ ơn, tri ơn Phật, tri ơn Tam Bảo, chư thiên, chư thần mà mình sinh ra phước báu và được hộ trì. Đại chúng nhớ, cho nên trước hay sau không sao. Thầy có thể nói ví dụ 5 ngày nữa Phật tử đổ mái, hôm nay bận quá, bạch lễ cúng từ hôm nay không sao, đến ngày cứ đổ bình thường. Nghe không? Chuyện ấy là bình thường mà. Ngày ấy con phải đi công tác, con phải đi nước ngoài nhưng mà ở nhà nó phải đổ mái, thì con phải lễ hôm nay chứ. Làm sao con ở nước ngoài con bay về mà con lễ cho được, cho đúng cái ngày được. Nghe không? Các Phật tử thấy đấy, Phật nhà mình hiểu rồi nó rất là thoải mái. Nghe không? Rất thoải mái. Lễ trước cũng được không sao, lễ đúng ngày cũng không sao. Nghe không? Đó. Nhá. Thì cái này chỗ này là ở cái chỗ để chúng ta sinh ra phước báu. Chúng ta thành kính lập đàn lễ Phật, lễ đảnh lễ Phật thì chúng ta sinh ra phước báu do tâm thành kính của mình. Phật chứng cho mình, chư thiên chư thần từ đó người ta hộ trì cho mình. Nha, chứ có phải các ngài ăn đâu. Các ngài đâu có ăn mấy cái đồ cúng ấy đâu. Nha. Đại chúng đã biết rồi. Nha. Đấy. Hiểu chưa nào? Như vậy thế này thì là biết cái cách cúng trước hay cúng sau rồi, phải không? Nha. Không có gì phải lo. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta không biết Phật Pháp, bao nhiêu cái làm cho mình sợ, bao nhiêu cái làm cho mình rất là lo. Đại chúng chúng ta dừng ở đây.